Ngày xưa ở vương quốc nọ có một gia đình quý tộc, hai vợ chồng rất yêu thương nhau. Họ có một cô con gái xinh đẹp nên rất yêu quý. Nàng suốt ngày giúp đỡ mọi người và chăm sóc các loài vật, vì vậy quần áo luôn bị giấy bẩn, nên dần dần cái tên Lọ Lem được đặt cho nàng. Mẹ ơi, con hái hoa tặng cho mẹ nè. Xem con gái của mẹ nè, con lúc nào cũng năng động, nên mặt mũi y phục lúc nào cũng lem luốc. Gọi con là Lọ Lem cũng đúng thôi. Nè, lát nữa cha mẹ đi đến lâu đài của bác Tôm để dự tiệc. Con gái có muốn đi chung với cha mẹ không? Đến nhà bác Tôm hả? Nhà bác ấy xa lắm, con không đi đâu. Cha mẹ đi chơi vui vẻ. Mẹ bị sao vậy cha? Mẹ trông rất là mệt. Mẹ con ngã bệnh, không ăn uống gì cả. Nào, hãy cùng cha đưa mẹ vào phòng nằm nghỉ. Tiểu thư, phu nhân. Mẹ của ta có chuyện gì? Phu nhân mệt, tiểu thư vào nhanh lên. Mẹ ơi, xin mẹ đừng bỏ con. Nàng ơi. Mẹ sẽ không đi đâu. Nàng công chúa của mẹ, đừng sợ. Mẹ sẽ mãi ở bên cạnh bảo vệ cho con. Mẹ nói thiệt không? Ta mong chàng sẽ gặp được một người phụ nữ tốt bụng, thay ta chăm sóc cho chàng. Nàng nói gì vậy? Ta chỉ yêu mình nàng mà thôi. Nhớ lời mẹ, phải sống thật vui vẻ Và yêu thương mọi người, con nhé. Khi nào nhớ đến mẹ thì hãy ra gốc cây dẻ sau nhà. Mẹ sẽ luôn ở đó đợi con. Nàng ơi, nàng mẹ ơi. Mẹ. Kể từ mẹ. Đó Lọ Lem mất hẳn tiếng cười. Nàng thường đến mộ mỗi khi nhớ mẹ. Rồi thời gian dần trôi, người cha tìm quên đau buồn bằng những chuyến công du xa nhà. Chào bác Nolan. Chào dì Julie ạ. Ý chà. Con bé ngoan quá. Con lại tới thăm mộ mẹ đó hả? Dạ. À, con mới làm xong mẹ bánh thơm lắm. Hai bác mang về một ít ăn nha. Bánh của Lọ Lem làm á thì không thể từ chối được rồi. Hôm nào có thời gian thì sang nhà ăn bánh cùng dì nha. Dạ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, con xin phép đi trước. Hôm nào có thời gian, con lại đến thưởng thức bánh nướng thơm lần của dì Jolie nữa nha. Vậy thì dì phải về làm sẵn thật nhiều bánh, chờ con mới được. Tạm biệt con nha. Con có thời gian thì cũng qua nhà uống trà chiều với bác nha. Dạ, con tạm biệt ạ. Cô ráng chịu một chút, để ta xem vết thương giúp cô. Tôi có làm phiền ngài không? À, không, không có gì là phiền khi giúp đỡ người khác đâu. Cô đừng ngại. Ngài thật là thuốc. Ngài bị rắn cắn rồi, ngài có sao không? Ta nghĩ ta sắp không ổn rồi. Lúc ra khỏi nhà, ta có đem theo một lọ thuốc giải độc rắn. Ngài chờ một chút. Ngài dùng đi, có lẽ sẽ có tác dụng với chất độc trong người ngài. Ơn cứu mạng của cô, ta xin ghi nhớ. Sau lần bị rắn cắn đó, cha của Lọ Lem đã hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ lạ mặt kia.
và đồng ý cho bà ta cùng hai con riêng của bà ta về sống chung nhà. Cha đã về rồi. Nơi này sẽ trở thành nhà của nàng và các con. Hãy cùng nhau chung sống thật hòa thuận nha. Dạ, thưa cha. Từ nay, nàng ấy chính là mẹ của con. Còn kia là hai chị. Sau này, con phải nghe lời mẹ và giúp đỡ các chị làm quen với cuộc sống ở nhà mới nha. Dạ, con nhớ rồi thưa cha. Con chào dì ạ. Chào hai chị. Sau này có cần gì á thì dì và hai chị cứ tìm con nha. Ôi, có được cô con gái xinh đẹp lại nết na thùy bị như thế này thì dì phải cẩn thận chăm sóc cho con mới được. À, con đang nướng mẻ bánh mì mới, vừa kịp giờ ăn trưa. Cha, dì, hai chị đợi con một lát, con sẽ dọn ra bàn ăn ngay thôi. Con coi kìa, giờ chúng ta là một gia đình mà. Hãy để cho hai chị giúp con nha. Chị đang rất là hạnh phúc, các em có biết không? Vì sao hả? Bởi vì từ nay chị đã có mẹ và hai chị rồi. Chị sẽ không còn cô đơn trong căn nhà rộng lớn này mỗi khi cha đi vắng nữa. Các em là nghịch ngợm nữa rồi kìa. Có tin họ được không? Có thể là người xấu. Sẽ không đâu. Chị nghĩ họ là những người rất là tốt đó. Hôm qua các chị kế còn giúp chị dọn phòng ăn nữa mà. Dì cũng rất là thân thiện với chị nữa. Nên các em đừng có lo lắng nữa nha. Trời cũng về chiều rồi, các em tranh thủ về tổ đi. Đừng để cho cha mẹ trông. Hôm sau lại đến chơi với chị nữa nha. Mình hứa sẽ đối xử thật tốt với dì và hai chị, để họ sẽ thật hạnh phúc. Mẹ ở trên trời chắc cũng vui lắm, dì đã có dì chăm sóc cho cha. Mùa đông sắp tới rồi, mình sẽ đan cho cha một chiếc khăn len thật là đẹp và ấm áp. Cha, anh, cha tiểu thư ngất xỉu rồi, phu nhân cho gọi cô đó. Bệnh tình của chồng tôi thế nào rồi, thưa thầy? Dì có nhiều tâm sự trong một thời gian dài và cứ đi làm xa liên tục nên thể trạng của ngài ấy đã suy kiệt, cần được chăm sóc để lấy lại sức khỏe. Chẳng phải chúng ta đã có người chăm sóc rồi đấy sao? Lan Y nói cha con sẽ khỏe lại nếu có người túc trực chăm sóc ông ấy. Thật hả dì? Vậy xin dì hãy để con được ở cạnh chăm sóc cho cha. Con thật là một cô bé ngoan ngoãn, hiếu thảo. Dì sẽ để chính tay con chăm sóc cho cha mà. Thế là ngày qua ngày, Lọ Lem luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho cha mình. Ông nằm trên giường bệnh vẫn trong trạng thái mơ màng không tỉnh. Trong thời gian đó, dì ghẻ và hai cô chị không hề đến thăm ông một lần. Thật không ngờ, tâm bệnh đã tiến triển khá tốt, ngày ấy đã thuyên giảm rất nhiều. Tôi sẽ kê thêm đơn thuốc, uống hết đơn này, ngài ấy sẽ tỉnh lại. Cháu cảm ơn ngài rất nhiều. Cháu thật sự rất vui vì cha sắp tỉnh lại rồi. Dì và các chị cũng vui lắm phải không ạ? Đương nhiên rồi, phải vui chứ. Ta sẽ vào bếp nấu những món ngon ăn mừng đây. Lão ta sắp tỉnh rồi, không thể để cho lão biết được người chăm sóc lão chính là con nhỏ đó được. Vậy mình phải làm sao đây hả mẹ? Hay mình dắt nó đi ăn đi mẹ. Ăn thật nhiều đồ ngon rồi nó sẽ quên mất cha nó thôi. Suốt ngày chỉ biết ăn. Mẹ đã có kế hoạch khiến cho lão ta chán ghét con gái của lão rồi. Mẹ sẽ khiến cho nó không có được một phần nào trong căn nhà này. Tất cả tài sản sẽ thuộc về mẹ con ta. Mẹ thật thông minh quá đi. Mẹ rất là mưu kế nha. Con gái ngoan, mấy ngày nay đã cực khổ nhiều rồi,
Giờ cha con cũng không còn nguy hiểm nữa. Con cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào cha tỉnh lại á, dì sẽ sai người báo cho con ngay nha. Không cần đâu ạ. Con vẫn có thể... Có thể... Đã mệt đến thế này rồi, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nha, con gái ngoan. Khi con đi đâu vậy? Bỏ con xuống. Ở tập trước, vì trong lòng vẫn còn thương nhớ người vợ đã mất, cùng với những chuyến đi làm ăn xa nhà, người cha ngã bệnh nằm liệt giường mê man. Lọ Lem ngày đêm chăm sóc cha. Khi ông dần hồi phục, bà dì ghẻ cùng hai con gái âm mưu bắt nhốt Lọ Lem để cướp công. Cha tỉnh rồi. Chàng đã khỏe lại rồi. Để ta đi tìm Lọ Lem về. Chắc con bé lại đi chơi với bạn bè rồi đó. Nó cứ đi suốt, trong khi hai chị nó thì cực khổ bên cạnh chăm sóc chàng ngày đêm. Ta bệnh thế này mà nó chẳng màng tới sao? Nó đi được cứ để nó đi, không cần tìm về nữa. Lần bị bệnh này của chàng kỳ lạ quá, đến Lăng Y cũng không biết nguyên nhân. Nên em đã tìm đến cho chàng một người có thể đoán được vận mệnh. Em nghĩ người này có thể giúp được gia đình mình. Người ấy đang ở đâu? Xin chào ngài. Tôi rất vinh hạnh được diện kiến ngài đây. Chào ông. Không biết... Ngài còn một người con gái nữa có đúng không? Hả? Có lẽ người con gái này chính là nguyên nhân dẫn tới bệnh tình của ngài. Ý ông là sao? Cô gái này có mệnh số đen đủi khắc cả mẹ lẫn cha. Những người thân cận bên cạnh nàng ta sẽ vì những nguyên nhân không rõ ràng, sức khỏe dần suy giảm rồi chết đi. Người thân cận là cha mẹ ruột à? Thật là khổ sở. Hẹn chi chị ấy mất sớm đến như vậy. Có phải là do Lọ Lem Vậy có cách nào hóa giải số mệnh của con bé không thưa ông? Chỉ có một cách, là ngài phải cách xa người con gái đó, không được can thiệp vào bất cứ việc gì của nàng ta hết. Rồi từ từ số mệnh đen đuổi của nàng sẽ thôi không đeo bám ngài nữa. Nhưng con bé là con gái của ta mà. Xin chàng hãy quý trọng sức khỏe của mình. Nhà chúng ta còn có một nông trại cách đây không xa. Chàng có thể đến đó tịnh dưỡng ít hôm, đợi sức khỏe hoàn toàn bình phục rồi hãy quay về. Em nghĩ Lọ Lem sẽ hiểu cho nỗi khổ của chàng mà thôi. Dì ơi! Các chị ơi! Cha ơi, ai đó cứu con với. Ở đây lạnh lắm. Từ nay ở đây sẽ được thay thế bằng loại hoa hồng mà ta yêu thích. Hai đứa vào mang hết quần áo của mẹ con Lọ Lem ra đây. Còn trang sức á, thì chuyển vào phòng của mẹ nghe. Dừng tay. Thay đồ nhanh lên rồi ra làm việc. Nhà này không chứa kẻ lười biếng đâu. Có nghe mẹ ta nói gì không hả?
nhìn mà thấy ghét. Khóc khóc khóc. Có ba bộ quần áo mà như báu vật không bằng. Mày mà làm việc không xong thì tối nay tao kêu mẹ cho mày nhịn đói. Mẹ, có phải mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, bảo vệ cho con phải không mẹ? Lỗi Lam, mày làm cái gì ngoài đó mà còn chưa chịu vào để làm việc hả? Nè, đây sẽ là nơi ở mới của mày. Không có lệnh tao á thì cấm mày không được lên nhà trên, có biết không? Con đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy? Còn cha của con nữa, cha đã tỉnh chưa ạ? Con muốn đi gặp cha. Mẹ đã nói rồi, mày không nghe hả? Cha không thèm quan tâm đến mày nữa đâu. Từ nay, chủ nhân trong căn nhà này chỉ có ba mẹ con tao mà thôi. Kể từ đó, bà dì ghẻ cho gia nhân trong nhà nghỉ hết. Lọ Lem phải làm hết mọi việc từ sáng cho đến tối mịt. Lọ Lem, vào mặc quần áo, bới tóc cho bọn tao, nhanh lên. Dạ, em lên liền, hai chị chờ em một chút. Mày có biết bọn tao chờ mày bao lâu rồi không hả? Không cho mày một bài học thì mày không có xem bọn tao ra cái gì đâu. Không có xem ra gì đâu. Đụng đến nó mất công dơ tay mình. Cha gửi nhiều trang sức và quần áo đẹp cho bọn tao, đâu có như mày phải mặc những bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới. Mày mặc đồ cho tao nhanh lên. Trong thư cha nói là sắp về nhà, bọn tao phải chọn được quần áo đẹp nhất để đón cha về. Nhanh lên. Cháu Hoàng, ngoài trời nắng quá, bà đi đến đây thì đã uống hết nước rồi. Cháu có thể cho bà xin một ít nước có được không? À, sao mày dám để bà già bẩn thỉu đó đứng trước cửa nhà tao? À, tao vừa mất vài món trang sức, mày đã trộm rồi đưa cho bụng ta mang đi, có phải không? Không có, con không quan trọng trang sức có gì mà. Vậy thì cứ ở trong đó mà chết đối với lũ chuột vui hám đi. Không biết cha đã về tới nhà chưa? Liệu cha có biết mình bị gì nhốt ở đây không? Nếu cha không tìm thấy mình thì mình phải làm sao chứ? Đường xa có mệt không cha? À, có chút mệt. Nhưng khi gặp được hai cô con gái đáng yêu của cha thì đã hết mệt từ lâu rồi. Nếu bây giờ mình xuất hiện thì dì sẽ biết mình trốn đi. Không được, mình phải trở về nhà kho trước khi dì phát hiện ra. Sướng quá ha, suốt ngày chỉ nằm thôi sao? Mau ra đi làm việc cho tao. À, mày định đi đâu? Ừ, con định mang bánh lên cho cha. Không ai cần mày đem đi đâu, ở dưới bếp mà hầu con mèo của tao đây nè. Mày không ngạc nhiên khi cha thấy vắng mày quá lâu mà vẫn không hỏi gì về mày hả? Mày cho con chó con mèo uống sữa chưa? Còn con ngựa nữa, cho nó ăn lúa mạch đi. Xong á thì lấy bắp và ngũ cốc cho những con gà con vịt con ngỗng ăn. Đồ lười biếng. Trông nó thật là bẩn thỉu. Nó đâu có biết cha ghét nó như thế nào. Ta đã làm gì nên tội mà cha lại ghét ta chứ? Mang áo váy
của tao đi ủi và đem về đây nội trong một giờ cho tao. Đừng có quên không cái váy của tao. Làm không xong thì đừng có mà ăn. Tao cho nhịn đói đó. Nè, đem đồ bẩn đi giặt ngay. Sau đó thì làm sạch tấm thảm đỏ lớn ở phòng khách, chùi rửa các cửa sổ cho bóng loáng và cả những tấm thảm lớn nhỏ khác nữa. Cũng ở xứ sở của Lọ Lem, tại hoàng cung, hoàng hậu của Dương quốc đang lâm bệnh nặng. Thưa hoàng hậu, hôm nay con cắm hoa này có được không ạ? Người định nói gì? Cung nữ vừa báo cho ta biết nàng có hành động lạ. Nàng bị sao vậy? Lính đâu? Mau tìm ngự y về cho ta. Nè, khi cha trở về, các con muốn cha mua quà gì nào? Cha mua cho con những món ăn ngon nhất và quần áo đẹp. Con chỉ cần trang sức đẹp nhất, đắt nhất. Được rồi, cha sẽ mua quà theo ý các con. Xin chào bà bá tước. Tôi đã nhận đủ số vàng bà đưa. Y theo lời bà căn dặn, tôi sẽ mai phục sẵn bên đường, chờ người đàn ông có mũ đỏ đi tới và hạ sát ông ta. Chúng ta cần phải hành động ngay thôi. Nếu để nó gặp mặt trực tiếp cha của nó thì mọi việc sẽ bại lộ. Để ông sống lâu như vậy là quá đủ rồi. Con cũng ghét việc phải đóng kịch hiền ngoan trước mặt ông ấy rồi. Gia tài này sẽ thuộc về ba mẹ con ta. Giải quyết ông ấy xong, mẹ cũng nên giải quyết con Lọ Lem luôn cho rồi. Mày ngu, để nó hầu hạ chúng ta khỏi tốn tiền thuê gia nhân. Mẹ ơi, cha sắp gặp nguy hiểm rồi. Mẹ hãy đưa con đến gặp cha thật nhanh nha. Thế rồi Lọ Lem cố gắng chạy, nàng vấp ngã rồi đứng lên chạy tiếp. Chạy hết cánh rừng là ra đến đường lộ. Tiếng lóc cóc gió ngựa từ đâu đó nghe rõ dần. Sườn đồi như thế này, ta không thể chạy được. Hay là... Nè, dừng lại một chút. Cô gái này có bệnh số đen đuổi khắc cả mẹ lẫn cha. Con đứng lại đi, đừng bước tới nữa, tránh xa cha ra. Có chuyện gì? Con suốt ngày cứ lông bông bên ngoài, lại chạy đến cả đây, không sống đàng hoàng được như hai chị của con sao? Quần áo thì lúc nào cũng dơ bẩn. Nào, muốn gì thì nói đi, tại sao lại không nói? Nhưng con đừng nghĩ đến mua quần áo đẹp. Con không cần quà gì cả, chỉ mong cha mạnh khỏe thôi. Xin cha đừng đổi mũ đỏ. Khi cha về, hễ cành cây nào cha thấy trước mắt thì đem về cho con. Chạy đến đây chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi à? Thôi được rồi, ta sẽ đem một cành cây về cho con. Mẹ ơi, hãy cứu giúp cha thoát được tai nạn này. Cô an tâm, tôi sẽ giúp bất kể chuyện gì cô muốn. Nào, hãy ngồi xuống đây, kể cho người bạn này nghe được không? Phụ vương, hãy đợi thêm. Các ngự y nói bệnh của mẹ cần thêm thời gian. Không, ta phải đi tìm thầy thuốc giỏi trong dân gian. May ra có phương cách.
các người y đã bó tay rồi. Ta không thể chờ đợi cầu mai được. Nếu vậy phụ vương hãy cho con theo, cùng đưa mẫu hậu đi chữa bệnh có được không? Con phải ở lại, có trách nhiệm thay ta chăm lo Dương quốc. Thật không ngờ ba mẹ con họ lại ác độc tới vậy. Thôi được rồi, cô hãy tin người bạn này sẽ giúp được cha của cô. Bây giờ cô về nhà và đừng tỏ ra biết được âm mưu của họ nha. Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã qua nửa tháng. Này Sa Phu, dừng lại đi. Sao phải dừng? Chúng ta cần phải về cho kịp trước khi trời tối. Mỗi khi vợ ta đến đây, nàng ấy thường dừng lại uống nước suối. Ta vẫn nghĩ bóng dáng nàng ấy như còn quanh đây. Cao quá, không lấy được đâu. Thôi bỏ đi. Cũng tại cái cành cây này. Con bé Lộ Lem có xin ta một cành cây làm quà cho nó. Để xem cây này là cây gì đây. À, cây dẻ. Quái lạ, mấy cỗ xe đi qua mà không có người đội mũ đỏ. Vậy là sao? Trời sắp tối rồi. Hay ta cố đợi thêm một lát nữa xem sao. Nào, ta đã mua quần áo đẹp và trang sức quý giá cho ba mẹ con đây. Nè phu nhân, bà không nghe ta nói sao? Hãy chia quà cho các con đi. Còn Lọ Lem đâu? Sao ta không thấy nó? Hãy gọi nó đến đây. Các con gọi em nó về đi, nói rằng cha đã về rồi. Con muốn quà là cành cây thì cha cho con đây. Con nhận được cành cây này từ tay cha, con vui lắm. Con cảm ơn cha. Con sẽ trồng nó trên mộ của mẹ. Mẹ ơi, cha thoát nạn rồi. Có phải mẹ đang nghe con nói đúng không? Tôi chỉ giúp được cô một phần thôi, còn con chim kia cũng góp phần giúp cô đây. Cảm ơn bạn cáo, cảm ơn bạn chim đã giúp đỡ cho cha của ta thoát được nạn này. Nước mắt của cô đã cảm động cây dẻ nên nó mọc cao to và nó sẽ chữa được bệnh cùng các vết thương đó. Thật vậy sao? Cô hãy dùng nó mà giúp người nhé. Có cha nó ở nhà, không thể để cho cha con nó gặp mặt nhau được. Ta phải kêu nó đi xa. Nè Lọ Lem, ta thấy con bò gầy lắm rồi. Mày đưa con bò đi ăn cỏ ở cánh đồng xa, khi nó căng bụng thì mới đem về nghe không? Dạ thưa dì. Em ở đây ăn cỏ cho no nha. Chị lên mộ thăm mẹ đây, chiều chị dắt em về. Các em có nghe tiếng của ai khóc không? Đúng rồi, có tiếng khóc. Tiếng đó phát ra từ hướng này nè. Bà bị ngã hả? Bà từ đâu tới đây vậy? Bà yên tâm nha, cha cũng không cần phải nói đâu, con sẽ băng bó vết thương cho bà. Nước mắt của cô đã cảm động cây dẻ nên nó mọc cao to và nó sẽ chữa được bệnh cùng các vết thương đó. Em đến mộ mẹ của chị hái mấy lá cây dẻ giúp chị nha. Thuốc của cháu hay quá. Ta hết bị câm rồi. Ta
cảm ơn con thật nhiều. Ta cảm ơn con thật nhiều. Đã chữa được bệnh của ta mà nhiều lương y không chữa được. Ta cảm ơn con. Không có gì đâu bà. Giúp được ai cần á thì con phải giúp thôi. Con là một đứa trẻ ngoan, thích giúp đỡ người khác và rất tốt bụng. Bà từ đâu đến? Vì sao bà lại bị tai nạn như vậy? Ta đến từ kinh thành. Chồng ta đưa ta đi trị bệnh, nhưng không có nơi nào trị khỏi. Trên đường về, không may trượt chân té lăn xuống sườn đồi này. Vậy bây giờ ngài ấy đâu rồi? Ngài ấy có biết bà bị tai nạn không? Ta không biết ngài ấy đang ở đâu, nhưng ta tin chắc rằng ngài ấy cũng đang tìm tới đây. Thôi được rồi, con sẽ đưa bà đi tìm ngài ấy. Đi như thế này sẽ rất chậm, trời sẽ tối mất thôi. Bà lại lên lưng con, để con cõng bà đi cho nhanh. Cô bé này rất ngoan hiền. Con trai ta mà cưới được cô gái này thì tốt lắm. Ta cũng mãn nguyện. Nhà con ở đâu? Cha mẹ con làm việc gì? Nhà con ở trong làng đằng kia kìa. Mẹ con mất rồi. Cha con là bá. Chắc là xe ngựa của chồng bà phải không? Nếu không phải thì chúng ta cũng xin đi nhờ họ một đoạn đường nhé bà. Dạ, con chào ngài. Ngài có thể cho con đi nhờ xe một đoạn đường được không? Nàng, khi còn sống cha cũng yêu thương mẹ như vậy. Đây là chồng của ta. Nàng nói được rồi ư? Tạ ơn thượng đế. Dạ, thiếp hấp bệnh là nhờ cô bé này. Đã vậy cô ấy còn cõng thiếp đi suốt đoạn đường tìm chàng. Thật không ngờ một cô bé còn ít tuổi mà có tấm lòng tốt đến như vậy. Xin bà đừng nói như vậy nữa ạ. Con cảm thấy rất là ngại ngùng ạ. Thưa ngài, con ngựa nó bị sao vậy? Hình như nó đang đau thì phải. À, nó đang đau đó vì bị đạp gai, nên từ lúc đó đến bây giờ nó không thể chạy được nữa. Chắc cũng vì đau nên hí gian không ngừng. Chính vì vậy ta không thể đi tìm nàng được. Đừng, con không nên đến gần, nó sẽ gây nguy hiểm cho con. Các em bay về hái vài lá cây dễ giúp chị nha. Thiếp té ngã từ sườn đồi xuống, thân thể bị trầy xước hết. Chính nhờ những lá dẻ của cô bé này mà thiếp đã bình phục hết các vết thương. Đồng thời thiếp đã nói được luôn. Nàng nói sao? Nàng bị ngã ư? Ôi nhờ ơn thượng đế. Con tên gì? Nhà con ở đâu? Chị chỉ muốn lấy gai và chăm sóc vết thương cho em thôi. Em đứng yên nha. Phải rồi. Em đứng yên như vậy nha. Để chị xem gai ở đâu. Chân này không có. Để chị xem chân kia nha. Tội nghiệp cho em quá. Cái gai đâm sâu như vậy chắc chắn là em đau lắm. Thôi ngoan nè, đứng yên để chị rút gai ra rồi đắp thuốc vào chân cho em nha. Bà giữ lại mấy chiếc lá này, có thể sẽ sử dụng nó sau này đó. Cảm ơn con. Đây là thuốc quý, ta phải gìn giữ cẩn thận. Trời sắp về chiều rồi, ta phải đưa con bò trở về, nếu không sẽ không yên với gì. Con cần phải về nhà ngay. Hai người về cẩn thận nha. Kìa, ta chưa biết con tên gì mà. Đã đến lúc hoàng tử của chúng ta phải kết hôn và có mái ấm gia đình cho riêng mình. Con nghĩ sao? Phụ vương và bảo hậu dạy thì con xin tuân theo. Vâng, thưa quốc vương, thiếp đồng ý. Nhưng trước tiên
hoàng tử phải gặp được cô gái. Cô bé đó rất tốt, chúng ta phải mang ơn, nhưng không thể ép buộc con theo ý của chúng ta được. Cô gái đó là ai? Tại sao chúng ta phải mang ơn, thưa cha? Cô gái đó đẹp người, đẹp nết. Cô ta đã cứu và chữa bệnh cho mẫu hậu, còn cõng ta đi cả một đoạn đường dài tìm kiếm phù dương của con đó. Ồ, vậy thì tốt quá. Con rất muốn biết nàng và muốn đền ơn. Cha mẹ cũng không biết rõ về cô ấy. Có điều, nhìn y phục cô ấy mặc thì có vẻ là gia đình nghèo khó, không tương xứng với chúng ta. Ta nói vậy không phải là khinh thường cô ấy nghèo, mà quên đi cái ơn cô ấy cứu giúp nàng và con ngựa. Mang ơn thì phải đền ơn, không thể quên được. Nhưng chuyện kết hôn của hoàng tử thì không thể. Chắc nàng cũng biết là theo thông lệ, hoàng tử kén vợ thì phải mời công chúa các nước láng giềng và tiểu thư các gia đình quý tộc. Liệu cô ấy sẽ như thế nào trước họ? Hãy để hoàng tử tự lựa chọn. Hoàng hậu hiểu ý của ta không? Thiếp hiểu, nhưng thiếp vẫn muốn hoàng tử của chúng ta cưới cô bé đó. Thiếp cảm mến cô ấy rất nhiều. Cô ấy sẽ là hoàng hậu có đức hạnh trong tương lai, chúng ta sẽ không còn lo lắng gì nữa. Hay là như vậy, phụ dương và mẫu hậu cho con biết tên cô ấy và nơi cô ấy ở, để con tìm đến xem mặt cô ấy trước. Không biết. Áo quần này làm sao đẹp bằng đồ cha mua cho con, phải không mẹ? Trang sức này làm sao quý bằng trang sức của cha mua cho con, phải không mẹ? Chúng ta đến xem quân lính hoàng cung thông báo chuyện gì. Dương quốc hạnh phúc mở hội khiêu vũ, tuyển chọn vợ cho hoàng tử đâu. Ôi mẹ ơi, tuyển vợ cho hoàng tử kìa. Tất cả các cô gái trong Dương quốc, từ quý tộc đến bình dân, có thể đến vũ hội cho hoàng hậu và hoàng tử xem mắt. Khiêu vũ, chúng ta cùng đi khiêu vũ với hoàng tử nào. Chúng ta cùng đi. Rồi hoàng tử sẽ chọn ta. Chọn em? Không, chọn chứ. Có thôi ngay đi không? Chọn ai thì do hoàng tử, chứ đâu phải các con có quyền chọn mà đánh nhau. Lợi Lam, mày lên đây ủi quần áo cho tao. Mày lên đây chải tóc cho tao. Mày đánh giày cho tao. Mày lau rửa ngọc trai cho tao. Thưa dì, con cũng có thể được đi phải không dì? Theo lời của hoàng gia, mọi thiếu nữ đều được mời. Mời là mời tụi tao. Mày đi vũ hội mang theo cái chổi phải không? Và mang theo cái tập về nữa chứ. Mày vẫn có thể đi nếu làm xong hết mọi việc mà ta giao. Mà mày làm gì có quần áo đẹp, trang sức đẹp để đi chứ? Đến đó làm trò cười cho người ta hả? Dạ, con có quần áo đẹp thưa dì. Quần áo nào đối với mày là đẹp? Mà mày nên nhớ rằng hoàng tử chọn vợ chứ không phải chọn người hầu. Nghe rõ không? Xuống nhà lo làm việc đi. Cũng đẹp đấy chứ. Nhưng mày đi như vậy nào được nếu bộ đồ này không có. Chị trả lại cho em. Để xem mày đi bằng cách nào. Mày không có quyền tranh giành hoàng tử với chị em tao đâu. Chị ác quá. Chị ơi, cứu em. Ủa, mày không biết bơi thật hả? Vậy thì tự cố gắng lo thân đi. Tao về chuẩn bị đi khiêu vũ với hoàng tử. Mẹ ơi, cứu con. Mẹ ơi, cứu con. Ê,
Cảm ơn bạn Cao. Cảm ơn gì chứ, bạn bè là phải giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Ta thật không ngờ cô gái đó thật là ác độc mà. Mẹ ta dạy, khi ai giúp mình thì phải cảm ơn mà. Thì cảm ơn. Di vật cuối cùng của mẹ cũng mất rồi. Ta không còn quần áo nào mới để đi dự dạ vũ nữa. Hay, ta không biết phải làm cách nào để giúp cô được. Mẹ, thấy con mặc váy đỏ có đẹp không? Mẹ nhìn xem chiếc váy màu vàng này giống của công chúa không? Cái nào cũng được hết á. Các con của mẹ mặc gì cũng đẹp. Lọ lem lên đây bới tóc cho tao. Mày ủi cho tao chiếc váy này. Mày biết bơi mà còn giả vờ kêu cứu hả? Hay tìm cớ lười biếng khỏi làm việc, giờ để mới mò về tới nhà. Mày muốn tao không được đẹp trước mặt hoàng tử hay sao mà bới tóc kiểu vậy? Mày ủi chỗ này còn nhăn, bộ mày muốn cho người ta cười tao hả? Con kia, còn chút xíu chuyện mà làm cũng không xong, xuống dưới kia làm việc đi. Mẫu hậu ơi, liệu nàng ấy có tới lễ hội không? Mẫu hậu cũng không chắc, bởi vì cô ấy rất nghèo, e rằng không có y phục đẹp để đến dự. Mà nếu như cô ấy có đến đây, con có sẵn lòng vì ta mà tiếp chuyện với cô ấy không? Ừ, một cô gái tốt, có đức hạnh như vậy thì con sẽ tiếp đãi như các cô gái quý tộc. Con không phân biệt giàu nghèo đâu mẫu hậu, người cứ tin ở con. Nè, mày hãy lựa đồ nành ra cho tao. Khi mẹ con tao về đến nhà thì mày phải lựa ra cho xong đó. Mày khá lắm. Nhưng hãy đợi đấy. Giờ thì lựa riêng ra hai thứ đậu cho tao. Khi tao về là phải xong đó. Vậy là hết rồi. Mình hết cách rồi. Mình phải bỏ cuộc thôi. Chúng tôi sẽ giúp cô. Mẹ ơi, con rất buồn. Con muốn đi đến vũ hội nhưng con bỏ cuộc rồi. Mẹ có nghe con nói không? Đừng nói vậy, ra nước mắt đi con. Con sẽ đi dạo vũ, đừng khóc lóc như vậy chứ. Bà là ai? Khi mẹ con sinh con ra, ta chính là mẹ đỡ đầu của con. Làm sao con đi vũ hội với bộ y phục lem luốc như vậy, thưa bà? Y phục này có gì là không đẹp? Nó đẹp từ chính tâm hồn, từ tấm lòng nhân ái của con đó. Sau này cũng chính bộ y phục con đang mặc sẽ đem lại hạnh phúc cho con. Thiệt vậy hả bà? Nó đem lại hạnh phúc cho con hả? Thời gian gấp lắm rồi, con hãy gọi những người bạn con quen biết đến đây. Con chỉ có bạn cáo, bạn chim và bạn chuột thôi à. Chim ơi, các bạn chuột ơi, hãy đến đây nha. Có bạn chuột tới đây. Chít 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 chít. Chúng tôi lựa đậu cho cô đã xong rồi đó. Cảm ơn bạn chuột nha. Bạn cáo của cô cũng đến rồi đây. Biết chị gọi là có chuyện nên em đến ngay mà. Nè cô bạn thân xinh đẹp, ta có thể giúp được gì cho cô đây? Các con hãy giúp bạn lọ lem nha. Con là người đánh xe đưa lọ lem đến vũ hội. Đi nhanh hay chậm là do con đó nha. Và nhớ là phải về trước 12 giờ. Nếu không thì các con sẽ trở về nguyên trạng cũ
nhớ đó. Sao không có cô gái nào mặc y phục bình thường vậy? Mời hoàng tử khiêu vũ cùng thiếp có được không? Quý là ai vậy? Nhìn kìa, quý quá xinh đẹp. Quý là công chúa của vương quốc nào vậy? Nhìn khuôn mặt và dáng đi của nàng kìa, mới xinh đẹp làm sao? Nàng ấy thật là đẹp, không chỉ đẹp ở trang phục mà ở nàng còn toát lên sự trong sáng thánh thiện. Hoàng tử ơi, chàng hãy khiêu vũ cùng ta đi. Công chúa phải không mẹ? Ôi, cô... Mẹ trông thấy không? Cô ta đang lấn lướt con. Mẹ làm gì đấy chứ? Ngươi đến đây. Ta sai ngươi làm việc này. Ngươi đi đến chỗ vắng. Làm như thế này. Ta tổ chức bữa tiệc khiêu vũ là để mừng hoàng hậu. Sau một năm nay, hoàng hậu không nói, không cười. Bây giờ nàng đã hết căn bệnh lạ. Cùng với việc tuyển chọn vợ cho hoàng tử. Nào con trai, con đã vừa ý công chúa hay tiểu thư nào chưa? Nhà vua, chính là ông chúa có con ngựa đạp gai nhọn đấy mà. Còn hoàng hậu, chính là người phụ nữ xinh đẹp không nói được đấy sao? Nhưng ta không thể ở đây lâu được, phải về ngay thôi. Thưa phụ vương và mẫu hậu, con đã chọn được một cô gái, nhưng không biết nàng là con của gia đình nào. Nhưng mới vừa gặp nàng, con đã nhận ra dù nàng là người kiêu sa quý tộc hay chỉ là một người bình thường, thì ở nàng luôn có sự dịu dàng và trong sáng. Được cô gái đó không? Dạ, thưa phu nhân, tôi đang dừng cung định bắn con ngựa, nhưng không biết con gì nó nhảy sổ vào tôi nên không bắt được cô gái đó. Đồ vô tích sự à. Con cảm ơn bà tiên đã thương và giúp đỡ con. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn chim, bạn chuột và bạn cáo nữa. Cả hai đã giúp ta rất là nhiều việc đó. Chúng em và chị là bạn tốt với nhau mà. Mùa gì ghẻ sắp về rồi. Lội lên, bao nhiêu ngày ngay thôi. Mình phải làm gì đó cho mẹ kế không nghi ngờ. Mày vào nhà bếp xem con lọ lem có trong đó không. Mẹ xem đó, chị ấy không đi mà lại sai con. Con có phải là người hầu của chị ấy đâu chứ. Chị mệt rồi. Có phải một mình chị mệt đâu, ai cũng mệt cả. Thôi, hai cô mệt thì ngủ. Để mẹ đi xem lọ lem được chưa. Chị phải nhắm mắt giả vờ ngủ đi chứ. Lọ lem, mày đâu rồi? Thưa gì, chị mới về ạ. Mày vừa mới đi đâu phải không? Dạ không có. Từ tối con đã phải ngồi lựa đậu. Vừa mới xong là con đi ngủ. Chứ có đi đâu được đâu ạ. Ngày mai dậy sớm lo trang điểm cho hai chị đó. Dạ thưa dì. Suốt buổi tối ta thấy con chỉ khiêu vũ với một cô gái,
Ta không nhìn rõ mặt, chỉ muốn biết là con yêu thích cô gái đó, có phải không? Con thì lúc đầu chỉ muốn tìm cô gái mà mẫu hậu yêu quý thôi. Không phải chỉ một mình mẫu hậu con yêu quý cô gái đó, mà chính ta cũng cảm mến cô ấy. Dạ phải, nhưng cô ấy không có đến lễ hội. Con đã gặp một cô gái tuyệt đẹp, thuần khiết, nhưng chưa kịp hỏi nàng tên gì, từ đâu tới, thì nàng đã biến mất rồi. Chắc có lẽ con bé không có y phục sang trọng, nên chẳng dám đến đây. Ta sẽ đi tìm con. Thì ra, họ là quốc vương và hoàng hậu, là cha mẹ của hoàng tử. Không biết hôm trước ta có làm điều gì phiền lòng hai vị đó hay không. Hồi thật bất ngờ, nếu họ biết cô gái xinh đẹp hôm nay chính là ta, thì họ có chấp nhận không? Làm sao ta gặp được họ trong lớp áo này, hoàng tử mà biết được sự thật, liệu chàng có yêu ta không? Chít chít, chít chít. Có yêu mà, người ta yêu là vì tâm hồn trong sáng của cô, chứ nào phải yêu vẻ bên ngoài của cô đâu chứ. Thôi ngủ đi mà, nghĩ tới việc mụ gì ghẻ cho người hại cô là tôi bực tức lắm rồi đây. Tôi sẽ đi cắn hết quần áo của họ, để ngày mai họ khỏi đi vũ hội nữa. Nè, đừng làm vậy mà bạn chuột. Mình phải lấy lòng nhân hậu để đối xử với họ, chứ không thể giận rồi trả thù thì bao giờ mới chấm dứt được. Cô thật là tốt, tôi sẽ nghe lời cô. Giờ tôi đi kiếm ăn đây. Vợ yêu, quá lâu rồi ta không đến thăm nàng. Ta xin lỗi vì đã sống xa con gái của chúng ta. Bây giờ chàng mới tới, chàng mau về nhà để chăm sóc con gái. Con bé đang bị người ngoài ức hiếp. Nhà của chúng ta giờ thành nhà của người đàn bà ích kỷ kia. Sao nàng vừa mới xuất hiện lại đi mất? Nàng giận ta sao? Ta xin lỗi vì đã mê tín rằng con mang lại niềm xui cho chúng ta mà bỏ bê con nữa. Dù có thế nào, Lọ Lem cũng là con gái duy nhất của chúng ta. Lọ Lem, mày lên đây ủi quần áo cho tao. Lọ Lem, mày lên đây ủi quần áo cho tao. Tại sao nó lại gọi Lọ Lem bằng cái giọng lạ vậy? Con bé đâu phải là người hầu của nó. Lọ Lem, mày chết ở đâu rồi? Lên đây chạy tóc cho tao. Mẹ ơi, xem nó ủi ẩu đồ đi dự tiệc của con nè. Con ngồi xuống và tự ủi đồ cho mình, không có quyền làm phiền tới người khác. Cái con Lọ Lem chết tiệt, mẹ trừng phạt nó cho con. Kêu nó nãy giờ mà nó vẫn không đến chạy tóc cho con. Tại sao lại nguyền rủa em nó như vậy? Mẹ con bà đi mà tự giúp đỡ lẫn nhau. Tôi thật không ngờ, bà dạy con cũng khá lắm đó. Quốc vương cho xe ngựa đến mời ngài đêm nay đi dự lễ hội của hoàng tử. Ôi, cha của mình đi rồi thì mày cũng vẫn phải làm việc. Lựa ra hết cho tao. Hãy an tâm cô bé và đừng khóc nữa. Chúng tôi sẽ đến giúp cô. Họ đi hết rồi. Đêm nay ta không thể đi được nữa. Tại sao con không thể đi được chứ? Nào, hãy chuẩn bị và gọi các bạn của con đến đây. Bạn cáo, bạn chim, bạn chuột, hãy đến đây giúp ta. Lọ Lem có đến hoàng cung kịp hay không là nhờ con đó. Con hãy cố gắng bảo vệ cô ấy nha. Dạ, con xin vâng lời. Hôm nay con sẽ mặc chiếc váy màu trắng và ta tặng con đôi giày pha lê tuyệt đẹp. Đôi giày này sẽ không biến mất đâu nha. Này, giờ hãy lên xe đi và nhớ
là phải về trước 12 giờ đó con. Dạ, con cảm ơn. Bấy lâu nay vì nghe lời bà ấy nên ta tin là con bé Lọ Lem nó xung khắc với mình. Thật không ngờ ta bỏ quên con bé quá lâu rồi, lại không cho nó một bộ váy nào đẹp. Ta quả là đáng trách mà. Đêm nay nàng ấy có đến không? Ta chỉ muốn chờ đợi mỗi một mình nàng thôi. Ta đã yêu nàng mất rồi. Hãy mở rộng tất cả các cửa, không được đóng, có nghe không? Đêm nay á, các con hãy cố giành tình yêu của hoàng tử. Ta sẽ đuổi lão ấy ra khỏi nhà. Thiếp mời hoàng tử khiêu vũ với thiếp. Vũ điệu đầu tiên. Em mời hoàng tử khiêu vũ với em, có được không? À không không, ta đang bận, mong các nàng thông cảm. Cô bé đó vẫn không đến, làm sao ta gặp được con đây? Thưa phụ vương và mẫu hậu, con đã chọn được nàng ấy đây. Dạ, con chào quốc vương và hoàng hậu. Tiếng nói này, khuôn mặt này, sao ta thấy quen quá. Nàng nói đúng, ta cũng thấy rất quen. Ngài cũng cảm thấy như vậy sao? Đúng, ta cũng thấy cô bé này trông rất quen, nhưng không thể nào... Sao con gái này lại giống Lọ Lem đến như vậy? Ôi, con gái mình sao? Nhưng con gái này mặt đẹp và sang trọng quá. Đâu phải là cô con gái của ta? Không phải Lọ Lem rồi. Ta yêu nàng mất rồi. Cả đêm qua ta đã không ngủ được vì nhớ nàng. Nàng có đồng ý làm vợ ta không? Thiếp chưa hỏi ý kiến của cha nữa mà. Chưa được đâu. Nàng không yêu ta sao? Thưa phụ vương và mẫu hậu, xin cho con được cưới nàng ấy làm vợ. Sao cô ấy vẫn chưa rời khỏi hoàng cung? Sắp nửa đêm rồi. Chúng ta mà trở lại hình dáng cũ thì làm sao đưa được cô ấy đi về? Tôi cũng lo lắng lắm. Thôi bỏ đi, bà tiên sẽ cho cô đôi giày khác. Các bạn chuột, hãy chạy thật nhanh nha. Chủ nhân của đôi giày này sẽ là người ta cưới làm vợ. Chi chi, cô hãy bôi tro vào tóc để không bị phát hiện. Em nhắc chị mới nhớ. Cảm ơn bà tiên, cảm ơn cáo, chim và các bạn chuột nữa nha. Nhờ các bạn mà chị có hai đêm vũ hội thật tuyệt vời. Hoàng tử nói... Hoàng tử nói sao? Nói như thế nào? Ta thật là quá nhẫn tâm đối với con gái của mình.
để nó phải chịu khổ ngủ trên đống rơm trong căn bếp lạnh lẽo như vậy. Lộ Lem con, hãy thức dậy đi. Ta biết con vẫn còn thức mà. Sao bây giờ cha mới nhớ đến con? Cha xin lỗi con, bấy lâu nay cha không quan tâm con. Vì nghe lời của họ, họ đã chia rẽ cha con ta. Cha hối hận lắm. Cha thật không ngờ họ đối xử với con gái của cha như vậy. Ngày mai cha sẽ đuổi ba mẹ con họ ra khỏi nhà. Xin cha đừng làm như vậy. Cha đuổi thì dì và hai chị sẽ ở đâu? Họ sẽ khổ lắm cha. Con thật là hiền lành và nhân hậu. Nào, bây giờ hãy lên phòng của con ngủ đi. Không ngủ ở đây nữa, ngày mai cha sẽ đưa con đi mua quần áo và trang sức. Thưa hoàng tử, mời ngài ra dùng điểm tâm với quốc vương và hoàng hậu. Ta không muốn ăn. Sao con lại ủ rũ thế kia chứ? Phấn khởi lên. Nào, theo ta ăn một chút điểm tâm, ta sẽ bày cách cho con tìm được cô gái đó. Nghe đây, nghe đây. Cô quốc vương sẽ hỏi cưới cho hoàng tử cô gái đã đánh rơi chiếc giày pha lê tại buổi khiêu vũ đêm qua. Hãy đến thử giày, ai mang vừa thì được làm vợ hoàng tử. Một đôi giày pha lê kìa. Rồi ai sẽ mang vừa chiếc giày này ta? Không biết nữa. Thưa quốc vương, lệnh của ngài vừa ban ra thì nhiều cô gái đến thử giày, nhưng không có ai đi vừa chiếc giày đó cả. Giống như chuyện gì? Giống như cô gái đó hiện ra rồi biến mất, thưa ngài. Sao như vậy chứ? Và đừng có lo lắng quá, hoàng tử của chúng ta sẽ biết cách tìm ra cô gái đó mà. Hay là thiếp cùng với ngài đến nơi mà chúng ta gặp cô bé đó nha. Được rồi, ta cùng với nàng đến đó ngay. Thưa hoàng tử, theo thần thấy thì không thể có cô gái nào ở xa hơn kinh thành đâu. Còn ta thì nghĩ khác. Cô gái ấy đi bằng một cỗ xe ngựa thì chắc chắn là phải xa kinh thành hơn đó. Chúng ta tiếp tục lên đường ngay thôi. Chỗ này, đúng là chỗ này. Thiếp gặp cô bé đó. Không phải chỗ này. Thiếp té ngã, rồi lăn từ sườn đồi xuống. Sau đó, thiếp cố gắng đến tại chỗ này. Lúc đó chắc nàng đau đớn và sợ hãi lắm. Ta lúc đó cũng rất lo lắng, muốn đi tìm nàng ngay. Nhưng con người nó bị thương, nó đứng yên và không chịu đi nữa. Cô bé còn cõng thiếp đi tìm ngài. Một cô bé đáng thương, đáng mến. Sao hoàng tử lại đến đây? Ngài có việc gì không? Nghe nói ngài bán tước của các cô con gái. Vậy thì ngài hãy mời các cô ấy ra đây thử chiếc giày này. Ngài có thấy cô con gái nào của ngài mang vừa chiếc giày này không? Đã lâu lắm rồi, mình không mua sắm gì cho Lọ Lem cả. Hai đứa kia cũng không mang đôi giày này. Vậy thì chắc chắn là không phải của tụi nó. Không, thưa hoàng tử, các cô con gái của tôi không có đôi giày nào như thế này cả. Thưa hoàng tử, xin ngài hãy nán lại một chút. Tôi sẽ gọi các con của tôi ra thử giày. Trời sắp tối rồi, nàng đừng làm phiền hoàng tử. Hãy để ngài ấy quay về. Ta chắc chắn là không phải của tụi nó mà. À, không sao thưa ngài bá tước. Hãy để các cô ấy thử giày đi. Nhưng bây giờ chúng ta tìm cô bé ấy ở đâu chứ? Cũng tầm giờ này, ta gặp và nhờ lá thuốc của cô ấy mà ta đã hết căn bệnh lạ. Nếu ta và cô ấy có duyên thì xin cho ta được gặp cô ấy. Hôm ấy có dài con chim.
Nếu chim hiểu được tiếng nói của ta thì làm ơn giúp ta đưa cô bé đó đến đây, hay chỉ dẫn ta đến gặp cô bé đó cũng được. Vậy là nó hiểu ý của thiếp rồi. Chúng ta mau lên xe ngựa đi theo nó đi. Mẹ còn đứng đó nữa, không chịu vào thắt no cho con. Ra đó chỉ có thử giày thôi, mà đứa thì bới tóc, đứa thì chải đầu, lại còn thắt no nữa chứ. Tụi bay quá chậm thì hoàng tử không chờ đâu đó. Con kia, xong chưa? Con định đi đâu vậy hả con? Mà cái váy này ở đâu mà đẹp vậy? Dạ thưa dì, sáng nay cha mới mua cho con đó ạ. Vậy hả? Mà bây giờ con định đi đâu vậy? Dạ, con định xuống thử giày của hoàng tử. Con vào đây, nhờ con xem cái áo của chị có phải bị rách không. Dạ. Mở cửa cho con đi dì. Dì ơi. Hai cô gái này chắc chắn không phải rồi. Chắc là phải trở về hoàng cung. Mai ta lại đi tiếp. Giày đâu? Cho các con của tôi thử đi chứ. Ê, không phải giày của chúng nó thì thử có ích gì đâu. Không, các cô gái chưa lập gia đình thì mới có quyền thử. Còn bà thì... Chào ngài bá tước, chúng tôi quay về hoàng cung. Thưa hoàng tử, tôi còn... Tại sao phụ vương và mẫu hậu lại đến đây? Hoàng tử cũng đến đây thử dài à? Sao rồi? Có thấy cô gái mà con thích không? Như ta và mẫu hậu đã nói với con hôm trước, có thể cô gái ấy đã giúp và chữa bệnh cho mẫu hậu con đang ở đây. Đang ở đây sao? Sao phụ vương lại biết? Chính nhờ con chim này. Ai ở đây mà trị bệnh cho hoàng hậu cơ chứ? Không lẽ là Lọ Lem? Nhưng con gái của tôi có phải là Lan Y đâu. Dạ, xin chào quốc vương và hoàng hậu. Ngài có nhầm không? Các con gái của tôi không có tài chữa trị bệnh cho ai cả. Đúng rồi, không phải là hai cô gái này. Ngài bá tước, ngài còn cô con gái nào nữa không? Không lẽ con chim lại dẫn đường sai sao? Dạ thưa dân, tôi còn một cô con gái nữa. Nhưng không biết vì sao từ nãy giờ nó không ra đây để thử giày. Ngày mau kêu cô gái đó ra đây. Vâng, thưa hoàng hậu. Lọ Lem, Lọ Lem à, con đâu rồi? Con đang ở đâu? Con đây thưa cha, con đang ở trong phòng của chị lớn. Kìa, Lọ Lem, con làm gì ở trong đó? Tại sao không ra ngoài? Nè, Lọ Lem, có phải ba mẹ con họ nhốt con trong đó không? Dạ phải, thưa cha. Lọ Lem, tội nghiệp dạ. Con gái của ta phải chịu nhiều ám ức. Ta thật xấu hổ mà. Con không sao, cha đừng tự trách mình nữa. Có phải con chữa bệnh cho hoàng hậu không? Cành cây dễ mà cha mang về, con trồng trước mộ của mẹ. Không ngờ nó là cây thuốc thần, có thể chữa được các vết thương và bệnh tật đó cha. Đúng là cô bé này rồi. Quốc Dương,
Ngài đến đây mà xem nè. Dạ, con chào Quốc Dương. Ngài có khỏe không ạ? À? Nàng trông rất quen. Nàng có phải là... Ồ, chính là con đây mà. Cô bé này là con của ngài Bá Tước đây sao? Nhưng tại sao lúc trước lại phải ăn mặc rách rưới? Dạ, tại vì... Tại vì... Ta là người đỡ đầu của Lọ Lem. Nay ta sẽ trao lại hình ảnh đẹp nhất của con cho con nhé. Đây là chiếc giày của nàng. Ta thật sự hạnh phúc khi tìm được nàng tại đây. Ôi, thật không ngờ. Ba mẹ con người phụ nữ đó đã chiếm công và mê hoặc ngài. Trong lúc ngài bệnh nặng, chính Lọ Lem đã chăm sóc ngài đó. Nhanh tay lên các con, lấy hết các vật quý giá rồi chúng ta. Ta không có chịu thua đâu. Phải tìm chị gái của ta để trả thù. Ngày xưa, ở một vương quốc có tên Thịnh Dượng, nhà vua có ba người con trai, lần lượt đặt tên là Anton, Louis và Ben. Hai người anh luôn khinh thường người em út vì cho rằng em trai không tài giỏi như mình. Vào một buổi sáng, nhà vua ra lệnh ba chàng hoàng tử đi vào rừng săn bắn và yêu cầu ba người, ai săn bắn được nhiều thú nhất thì sẽ được trọng thưởng. Người có đói không? Đợi ta cho ăn nha. Nó bị thương được hoàng tử cứu, giờ chỉ chờ ngài cho ăn thôi. Nè, ăn đi. Ăn đi nè. Suốt ngày em chỉ biết cho chim ăn, không biết làm việc gì khác sao? Hoàng tử Ben của chúng ta chỉ biết sống vui sướng như vậy, đâu có năng lực gì mà làm việc khác chứ. Bắt nó làm thịt đi. Hoàng tử thì phải làm những việc lớn lao hơn chứ. Đừng anh, không được. Tâu các hoàng tử, đức vua vừa đã lệnh cho các hoàng tử cùng đi săn bắn với người. Các con hãy cùng thi tài năng của mình. Ai bắt được nhiều thú rừng nhất thì ta sẽ trọng thưởng. Cũng vậy, không muốn sinh linh giết hại lẫn nhau. Tôi biết ngài là hoàng tử hiền lành nhân hậu, nhưng tiếc thay, phụ vương và hai anh của ngài không biết điều này. Sau này sẽ có những chuyện xảy ra. Nếu nhà vua có ra lệnh gì thì ngài phải là người xin nhận lệnh trước hai anh của mình để lập. Con giỏi lắm. Để xem hai em của con có thành tích gì hay không. Cha, cha, thưa phụ vương, con bắt được hai con. Ủa, tưởng hoàng tử Ben bắt được nhiều thú lắm chứ, ngay cả một con chim cũng không bắt được sao? Bắt nhiều thú thế nào được, người yếu đuối như thế này, vương cung cũng không nổi. Cậu Út thì chỉ xem qua bắt bướm thôi. Sao cậu Út bắt được mấy con bướm? Con thật thua xa hai anh của con. Con bắt được một con sói. Bắt được cả sói cơ đấy. Vậy sói đâu? Ôi, hoàng tử Ben hôm nay bắt được cả sói. Tài quá à. Nhưng con thả sói chạy rồi. Ben à, là một hoàng tử không thể yếu đuối như vậy được. Hoàng tử rất tài giỏi, nhưng tiếc là đức vua không hề biết tài năng của ngài.
Ta không muốn khoe khoang làm chi. Ta chỉ muốn sống yên ổn thôi. Từ khi mẫu hậu mất, ta chỉ có ông và con chim này làm bạn à. Cả hai hiểu được ta là đủ rồi. Ta không mong gì hơn nữa. Không có được. Nếu ngài chẳng có tài thật sự thì cần yên ổn là đúng. Đằng này ngài tài giỏi còn hơn hai hoàng tử kia. Giả lại vương quốc này cần những người tài giỏi, nhân hậu để cai trị. Ngài phải nuôi chí lớn chứ. Chí lớn gì chứ? Đôi khi ta thật không hiểu tại sao hai anh lại ghét ta nữa. Hôm nay đức vua cùng hai hoàng tử lớn đi dạo vườn hoa. Ta đi theo họ xem có gì vui không? Ồ không, nên nhớ ngài vẫn đang bị quốc vương rèn luyện cung tên. Xin đừng đi, mất công lại bị hai hoàng tử. Không sao, ông đừng có lo, ta chỉ đứng nhìn từ xa thôi à. Đừng. Ồ, thật là đẹp. Vương quốc ta thật là giàu có. Ôi, những quả táo bằng vàng. Một cây táo sẽ ra những quả bằng vàng quý hiếm. Đúng rồi. Ừ, hiếm lắm. Hai hoàng tử đâu? Các con hãy đếm cho ta có bao nhiêu quả táo vàng. Ông đếm thử xem trên cây có bao nhiêu trái. Hoàng tử nào đếm trúng ta sẽ thưởng. Tuân lệnh thưa quốc vương. Em đếm rồi, nó có 24 quả. 25 quả? Làm gì mà 24? Không biết đếm thì tránh ra. Ta đếm chỉ có 23 quả. Có 24 quả à? Để em nói với cha là có 24 quả. Ba người nói ba số khác nhau. Để xem phụ vương nghe báo cáo của Anton thế nào, rồi ta sẽ tính. Thưa phụ vương, còn đếm được 25 quả. Thưa hoàng tử, chỉ có 24 quả thôi. Thưa phụ vương, con đếm được 24 quả. Con giỏi lắm, ta sẽ thưởng. Nào, hãy mở tiệc ăn mừng cây táo ra quả bằng vàng. Và hoàng tử Louis tinh mắt nhanh nhẹn đếm đúng. Hết một quả táo rồi. Tại sao lại mất? Ai hái hả? Chúng thần đi tuần qua lại, không thấy ai hái. Chỉ thấy cành cây sao động, liền chạy tới đếm. Thì thấy mất một quả rồi. Tên trộm nào cả gan dám lộng hành như vậy? Phải luân phiên cắt cử một người canh cây cả ngày lẫn đêm cho ta. Ngài phải nhận lệnh trước hai anh của ngài để lập công. Thưa phụ vương, xin cho con được canh cây táo. Không được. Nào Anton, con hãy canh cây táo đi. Dạ vâng, thưa phụ vương. Ta mở cửa lồng rồi đó, ngươi hãy bay đi. Đừng giống như ta, bị nhốt trong cái lồng lớn này. Sau này sẽ có những chuyện xảy ra. Nếu nhà vua có ra lệnh gì thì ngài phải là người xin nhận lệnh trước hai anh của mình để lập công nha. Hãy nhớ lời căn dặn của tôi. Xin lỗi cáo, ta không làm được. Ta nằm một chút, thấy tên trộm thì báo động cho ta biết. Dạ thưa hoàng tử. Một, hai, ba. Lại mất thêm một quả táo vàng rồi. Hả? Cây táo này là kho báu của vương quốc ta. Con phải canh chừng. Coi kẻ nào to gan lớn mật đã hái trộm táo vàng thì bắt nó ngay cho ta. Đừng để ta thất vọng. Vâng thưa cha, con sẽ bắt được kẻ trộm ngay trong đêm nay.
Tâu Quốc Dương đã mất thêm một quả táo vàng nữa rồi. Tại sao? Tại sao lại mất? Ai hái hả? Dạ thưa, phụ dương mất. Ta biết rồi, nhưng tại sao lại mất? Ai hái? Dạ con biết. Thưa hoàng tử, cây táo đã mất thêm một quả nữa. Quốc dương đang rất tức giận. Đây là cơ hội để ngài chứng tỏ bản lĩnh của mình. Hãy bảo vệ cây táo và lấy lại niềm kiêu hãnh của một hoàng tử. Thật là lạ. Tại sao hai anh của ta tài giỏi như vậy mà vẫn không bắt được kẻ trộm? Kẻ đó là ai mà ra vào hoàng cung dễ dàng vậy chứ? Tôi thì không nghĩ là người trộm, mà là một con vật nào đó. Ông nói đúng. Chắc có lẽ là con vật nào đó, chứ con người đâu thể nào thoát ra được khỏi hoàng cung. Vậy thì ngài xin quốc dương canh cây táo đi. Sẽ có tôi hỗ trợ cho ngài. Mà muốn đuổi được con vật đó thì ngài phải mang theo cung tên. Không ngờ phụ dương giận dữ tới vậy. Phải đề phòng phụ dương truyền ngôi cho nó. Thưa phụ dương, con nghe nói lại mất thêm một quả táo vàng. Đêm nay phụ dương tính sao? Thì đêm nay chính ta sẽ đi canh cây táo đó. Nếu con mà tài giỏi thì ta không phải nhọc thân như vậy. Thưa phụ dương, con xin đi canh thay cho người. Con hứa. Hứa. Hai anh con cũng hứa, nhưng mà vẫn mất. Con mà canh chắc còn mất nhiều quả hơn nữa đó. Vậy thì con không hứa, mà con quyết tâm bắt cho được kẻ trộm. Xin phụ dương hãy tin con. Thưa phụ dương, người lớn tuổi rồi, không thể dầm xương được, sẽ tổn hại thân thể. Xin hãy cho con một cơ hội báo hiếu cho người. Được, ta cho con một cơ hội. Đêm nay canh thử coi sao. Ai giăng sợi dây ngang đây vậy? Ui da, đau quá. Ông có sao không? Trời ơi, ông lớn tuổi rồi, đi đứng phải cẩn thận đó. Cũng may là tôi té, chứ hai hoàng tử lớn mà té thì người giăng sợi dây này sẽ bị xử tử đó. Ta và Louis còn không bắt được trộm. Ngươi tài cán gì mà bắt được chứ? Để xem, đêm nay hoàng tử Úc trổ tài cho phụ dương thấy tài của nó như thế nào. Có phải không Louis? Nó không tệ như ta tưởng. Anton hữu dũng vô mưu thì không đáng ngại, còn nó thì ta phải đề phòng. Ngài tập luyện một chút đi, mệt thì ngủ một chút. Tôi sẽ canh gác thay cho ngài. Không, ta không mệt. Thức đêm có xá gì với ta? Ông cần phải ngủ cho khỏe, để có sức kề cận bên ta chứ. Ông vào trong kiệu ngủ đi. Phải bắn cho nó rơi xuống, kẻo người đi qua bị rơi trúng sẽ trọng thương. Ngài quả là một tay thiện xảo mà. À, thì ra mi là kẻ ăn cắp táo vàng của ta. Nè con chim kia, mi có đi không? Và đừng bao giờ trở lại ăn táo của ta. Nếu không, ta sẽ bắn đó. Ta không muốn giết mi, nhưng ta phải bắn cho mi sợ thôi. Lông con chim này quá đẹp. Thưa phụ dương, đêm qua con bắn kẻ ăn cắp táo vàng của người. Đó chính là con chim lông vàng này đây. Hoàng tử bên của ta, ta khá ngạc nhiên xen lẫn tự hào về con. Con làm rất tốt. Các quan có biết con chim này như thế nào không? Thưa quốc vương, con chim lông vàng này còn quý hơn cả một vương quốc. Nếu chiếc lông chim quý như vậy thì ta không những muốn có một chiếc mà muốn cả con chim. Rất đúng thưa quốc vương. Ngài nên cho người đi tìm con chim đó về đây, thì vương quốc của chúng ta sẽ sáng rực và giàu có. Đúng vậy, đất lành chim đậu. Nếu là chim vàng
thì thật là quý và mang ý nghĩa giàu có hùng mạnh cho đất nước của ta. Một trong hai con, nếu ai đem về đây con chim vàng này thì ta sẽ truyền ngôi cho. Thưa phụ vương, con thông minh tài trí hơn người, xin cho con đi. Thưa phụ vương, con tài giỏi, điềm tĩnh hơn người, xin cho con đi. Các quan thấy thế nào? Có cách gì để chọn ai đi không? Thưa quốc vương, quả là rất khó xử, vì cả hai hoàng tử đều rất tài giỏi. Ngài nên cho thi thố tài năng là cách tốt nhất. Nếu đã cho thi thố tài năng, thì xin quốc vương cũng nên cho hoàng tử Ben cùng thi thì mới công bằng, vì chính hoàng tử Ben đã phát hiện ra loài chim vàng này. Không được, hoàng tử Ben còn nhỏ tuổi, Ben cần phải rèn luyện thêm. Ta sợ Ben chưa xử lý được nếu gặp những tình huống nguy hiểm. Hoàng tử Anton dập nát hết rồi ạ. Tâu quốc vương, quả táo của hoàng tử Louis thì chỉ mất một góc thôi ạ. Ngài đừng có bắn tôi, tôi sẽ hướng dẫn ngài đi đúng con đường tới chỗ con chim vàng. Ồ, sao ngươi biết ta đi tìm con chim vàng? Tôi biết chứ, tối nay ngài sẽ tới một ngôi làng. Ở đó có hai quán trọ nằm đối diện nhau. Một quán trọ thì đèn sáng trưng, người ra vào tấp nập. Ngài đừng có vào quán đó, mà vào quán đối diện, cho dù bề ngoài nó hơi tăm tối một chút. Người nói khùng điên gì vậy? Ta như thế này mà vào cái nơi tăm tối đó hả? Biến khỏi mắt ta, đừng cản đường ta. Nếu ta bỏ qua quán trọ tốt mà vào quán trọ tồi tàn thì quả là một sự ngu ngốc. Dạ, dạ mời quý khách, mời quý khách vào đây ạ. Dạ mời quý khách, dạ bên này bên này. Ta nhớ mẫu hậu, người cũng hay ngắm trăng. Tôi biết, bà thường đưa ngài ra đây ngắm trăng. Bà rất thương yêu ngài. Nhưng tôi không hiểu tại sao quốc vương... Không, vua cha cũng thương ta, nhưng ngài luôn nghĩ ta còn quá nhỏ, không đủ trí lực thôi. Ơ, anh bạn cáo, sao anh lại tới đây giờ này? Tôi đã căn dặn hoàng tử rồi, sao ngài không xin đi kiếm chim vàng để lập công? Quốc vương chưa tin tưởng ngài ấy. Hoàng tử, anh của ngài đã đi đến một ngôi làng, nhưng tôi chắc chắn rằng ngài ấy sẽ không thể đi thêm được nữa. Sao? Tại sao không đi thêm được nữa? Anh ấy đã gặp chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết đi. Nếu ngài biết thì ngài sẽ làm gì? Ta sẽ đi nhanh đến đó để cứu anh ấy. Ngươi mau nói đi. Không bị gì cả thì cứu làm chi? Trái lại, ngài ấy còn vui chơi đến quên cả nhiệm vụ kìa. Mà tôi nói thật nha, tôi hướng dẫn đường đi, vậy mà anh của ngài còn bắn cả tôi nữa. Hả? Anh ấy bắn ngươi hả? Ngươi có bị sao không? Anh của ngài rất là tàn ác, chỉ có ngài mới nhân hậu. Tôi sẽ gả em gái tôi cho ngài. Hả? Cái gì? Ngươi muốn hoàng tử của ta lấy em gái ngươi sao? Là một con cáo sao? Ngươi là bạn của ta thì em gái ngươi cũng là bạn của ta, có phải không? Nè, hãy mời cô ấy tới đây cùng chơi với ta ngày mai nha. Sẽ có lúc ngài hiểu và tin điều ta nói là sự thật. Ngài vào tâu sinh đi, đừng chần chờ gì nữa. Ừ, được rồi, ta sẽ vào xin phụ vương. Nhưng ta chắc chắn rằng sẽ không vượt qua được anh Louis. Lính đâu? Mời hoàng tử Louis đến gặp ta. Con đó hả? Hãy đi gọi Louis đến đây cho ta. Dạ, tâu phụ vương. Nhưng người cho con đi tìm anh và con chim vàng, con sẽ...
anh của con tài giỏi như vậy mà đến bây giờ vẫn không thấy trở về. Con thì không bằng anh của con, làm sao có thể? Nếu như con đi, ta sẽ rất lo lắng đó. Xin phụ vương hãy tin con. Con mau tìm kiếm anh con và con chim vàng đem về để cho ta. Con có làm được không? Phụ vương yên tâm, con sẽ thành công và chắc chắn như thế. Ngài đừng có bắn tôi sẽ hướng dẫn ngài đi đúng con đường tới chỗ con chim vàng. Tại sao ngươi biết ta đi tìm con chim vàng? Tôi biết chứ, tối nay ngài sẽ tới một ngôi làng, ở đó có hai quán trọ nằm đối diện nhau. Làm sao mà ta tin được một con thú như ngươi? Ngài đã đi đến đây thì phải tin tôi. Một quán trọ thì đèn sáng trưng, người ra vào tấp nập. Ngài đừng có vào quán đó, mà vào quán đối diện, cho dù bề ngoài nó hơi tăm tối một chút. Tại sao phải vào quán trọ tối tăm mà không được vào quán có đèn sáng? Có điều gì bí ẩn tại hai cái quán này? Ta phải đến đó thật nhanh trước khi trời tối để xem hai quán này như thế nào. Tại sao chủ quán trọ này không biết để nhiều đèn cho sáng rực rỡ? Nhìn ánh đèn le lói thế kia, chắc không phải là một nơi tử tế. Ta không nên vào. Ngài hết tiền rồi, mời ngài ra khỏi quán, chúng tôi không tiếp nữa. Hả? Anh Anton! Anh Anton! Em đến rồi hả? Vào đây gỡ lại tiền vàng cho anh. Vô đây chơi vui lắm. Trời ơi, nè, quần áo anh dơ thế kia, đừng có dây vào tôi. Chủ quán, cho người phục vụ em trai tôi, nó có tiền có vàng nhiều lắm. Nè, anh lính. Nè, anh lính, tôi đây. Hả? Sao ngươi lại dám vào đây? Dẫn em gái đến nữa sao? Ông nói với hoàng tử Ben là đã tới lúc ngài ấy phải lên đường rồi. Hai hoàng tử kia không đi thêm được nữa đâu. Tại sao nó nhiệt tình giúp hoàng tử Ben đến như vậy? Có âm mưu gì không? Không lẽ ép ngài ấy lấy em gái của nó? Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã qua nửa tháng. Hoàng tử Louis đã đi nửa tháng nay. Cả hai hoàng tử đều không có tin tức gì cả. Các hoàng có ý kiến gì không? Tôn quốc vương, thần nghĩ là ta nên phái binh lính đi tìm hai hoàng tử, đồng thời tìm luôn con chim vàng. Tôn quốc vương, như thế thì không được. Bởi vì hai hoàng tử tài giỏi như vậy mà vẫn không hoàn thành sứ mạng, thì binh lính đi cũng chẳng có ích gì. Vậy ngài tính cách chi? Mau nói ra để mọi người biết cách của ngài chứ. Tâu quốc vương, hoàng tử Ben có phong thái hơn người, lại thông minh, đức độ. Thần đã nhìn ra từ lâu, xin quốc vương cho ngài ấy đi còn hơn trăm quân vạn lính. Dũng cảm nhận trách nhiệm. Thôi, chưa phải lúc để con thử sức với hành trình khó khăn này đâu. Xin phụ vương hãy tin con sẽ không phụ lòng người đâu mà. Chỉ mất công vô ích thôi. Con còn trẻ tuổi, còn rất non. Làm sao con có thể tìm được hai anh của con? Nói gì tới việc tìm được con chim vàng kia hả con? Chẳng những con tìm được hai anh, còn đem được con chim vàng về cho phụ vương nữa. Hãy tin con. Khi gặp trở ngại khó khăn, con lại không biết đường xoay sở. Con chưa đủ tài trí để làm việc đó. Thưa phụ vương, nếu phụ vương không tin con,
thì hãy cho con có cơ hội thử tài trước mặt phụ vương. Con có thể cưỡi ngựa bắn cung được không? Đứng yên thì dễ, còn cưỡi ngựa thì khó lắm. Nếu con làm được thì tính tiếp. Gió thổi mạnh quá, e rằng tên sẽ bay lệch hướng. Ngài cảm thấy chắc chắn không? Sức mạnh của ta từ mũi tên bắn ra, gió cũng có thể xô lệch, nhưng ta tin mình làm được, ông yên tâm. Gió thổi mạnh quá, ta e ngại hoàng tử Úc sẽ không thành công cho cuộc thử tài này. Tào Quốc Dương, thật là không ngờ hoàng tử Ban bắn một lúc ba mũi tên trúng ngay hồng tâm. Ngài thật là tội, bạn cáo của tôi. Tôi đã thực hiện theo lời khuyên của bạn. Tôi chờ ngài lâu lắm rồi đó. Bây giờ tôi sẽ cho ngài một lời khuyên. Tối nay ngài sẽ tới một ngôi làng. Ở đó có hai quán trọ nằm đối diện nhau. Một quán trọ thì đèn sáng trưng, người ra vào tấp nập. Ngài đừng có vào quán đó, mà vào quán đối diện, cho dù bề ngoài nó không được sáng sủa cho lắm. Được rồi, bạn yên tâm. Bây giờ tôi đi nha. Không, hoàng tử hãy thả ngựa chạy về Dương quốc. Tôi sẽ đưa ngài đi. Cảm ơn ngươi đưa ta tới đây. Giờ thì chạy về Dương quốc nha. Tính của ta không thích chỗ náo nhiệt, ồn ào. Anh bạn cáo quá lo xa rồi đó. Ngài đi đúng đường rồi đó. Tôi sẽ đưa ngài tới lâu đài tự do, có tốp lính canh đang nằm ngủ say. Đừng có để ý đến chuyện đó, cứ đi thẳng vào trong lâu đài. Đi qua nhiều phòng, rồi tới một căn phòng cuối cùng. Ở trong đó có treo lồng con chim vàng. Lồng con chim vàng? Ta chưa muốn tìm con chim đó đâu. Hả? Vậy chứ ngài muốn đi đâu? Ta muốn tìm hai anh của ta trước. Hai anh của ngài có xem trọng và yêu thương ngài đâu, ngài vẫn muốn tìm sao? Dù họ đối với ta ra sao thì cũng là anh của ta mà. Ngài đó quá là có tấm lòng nhân hậu. Thôi được rồi, ngài sẽ gặp hai người đó khi quay về. Bây giờ thì nghe kỹ lời tôi căn dặn đây. Trong cái lồng cũ kỹ có con chim vàng, cạnh đó có một cái lồng nhỏ bằng vàng trang trí rất là đẹp. Ta sẽ bắt con chim lông vàng đưa vào cái lồng bằng vàng chứ gì. Được rồi, nó xứng được như vậy. Ồ không, ngài cần phải nhớ, không được bắt con chim vàng ở trong lồng cũ cho sang lồng bằng vàng. Làm như vậy, ngài sẽ gặp nguy hiểm. Vậy sao? Sao lạ vậy? Ngài nhớ đó, không được thay đổi lồng chim. Ta với ngươi chắc có duyên lắm đây, nên mới gặp nhau lần nữa. Thôi, theo ta về Dương quốc, ta sẽ săn sóc ngươi thật là chu đáo luôn. Ngươi đẹp như thế kia, sao ai nỡ cho ngươi sống trong cái lồng gỗ không có thức ăn nước uống gì hết? Có phải là ngươi đang đói không? Con cáo dặn ta không nên đổi lòng cho ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi ở trong cái lồng bằng vàng sẽ xứng đáng hơn, nhất là việc ngươi được ăn uống đầy đủ nữa, đúng không? Nếu có xảy ra chuyện gì thì ta cũng chấp nhận, ngươi có chịu không? Bắt được cái trộm tôi! Bắt được cái trộm tôi! Ngày mai xử tử lên đi! Bắt được cái trộm tôi! Lính đâu? Hãy đem kẻ trộm con chim vàng đến đi! Tại sao nhà ngươi dám bắt trộm con chim vàng của ta? Ai sai ngươi đến đây? Thưa quốc vương, không ai sai con tới đây cả. Nhưng vì con rất thích con chim này nên cố ý đem nó về nuôi, chỉ vậy thôi. Thích thì vào lâu đài của ta rồi lấy đem về hay sao? Ngươi có biết ở Dương quốc của ta ai trộm cắp thì bị xử tử không? Tâu quốc vương, cha mẹ hay bất cứ ai cũng không dạy con cái trộm cắp. Con xin nhận tội này.
Cha mẹ ngươi là ai? Ta nhìn y phục ngươi mà không giống kẻ tầm thường. Ngươi từ đâu tới? Con chỉ là người thợ săn bình thường, có biệt tài là lấy được bất cứ thứ gì. Nếu vì không tiếc thương con chim quý, phải ở trong cái lồng cũ kỹ, lại bị đói khát, thì con đã lấy được con chim vàng của ngài rồi. Cậu bé này nói có thể lấy bất cứ thứ gì, trong khi ta rất muốn có con ngựa vàng. Hay là nếu ngươi muốn thoát tội chết, thì hãy đem về đây con ngựa vàng phi nhanh hơn gió. Ta sẽ thưởng cho ngươi con chim vàng này. Dạ, con xin tuân lệnh. Ta biết tìm ở đâu ra con ngựa vàng bây giờ. À, anh bạn cáo đây rồi. Ngài thấy không, tôi đã dặn đi dặn lại mà vẫn không nghe lời tôi, cho nên ngài mới như vậy. Nhưng thôi, ngài phải dũng cảm lên. Tôi sẽ giúp ngài tìm ra con ngựa vàng. Bây giờ tôi đưa ngài đi. Cứ thẳng đường này mà đi thì sẽ tới được lâu đài chiến thắng. Lâu đài chiến thắng có con ngựa vàng sao? Tại sao anh bạn cáo tài thế? Việc gì cũng biết hết trơn à. Trong chuồng ngựa của lâu đài có một con ngựa vàng. Đám chăn ngựa nằm ngay trước cửa chuồng, nhưng mà họ ngủ say như chết vậy đó. Lại tới lâu đài nữa sao? Công tước của lâu đài này rất là háo thắng. Ông ta không muốn chịu thua ai đâu, và rất muốn cưới công chúa xinh đẹp nước cung điện vàng. Nhưng mà vua của nước này không đồng ý. Nhiều lần ông ta có ý muốn bắt cóc công chúa, nhưng mà không dám. Tại sao vậy bạn cáo? Hay ông ta nghèo hơn nước lâu đài vàng? Không phải, bởi vì ông ta rất sợ anh trai của công chúa. Chàng ấy là một người rất tài giỏi. Khi thấy những người chăn ngựa ngủ say, ngài phải im lặng dắt con ngựa vàng ra. Nhưng phải chú ý một điều, chỉ đặt chiếc yên ngựa bằng gỗ lên lưng ngựa. Nếu lấy chiếc yên ngựa bằng vàng đặt cạnh đó thì ngài sẽ gặp nguy hiểm. Hãy nhớ lấy lời tôi. Lại yên vàng với yên gỗ, ta khó hiểu quá đi. Cáo dặn là phải lấy cái yên bằng gỗ, nếu làm khác ta sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà cái yên gỗ này đã sờn cũ, đầy gai góc. Nếu mà đặt lên lưng ngựa nó sẽ bị thương. Còn cái yên vàng này chắc chắn sẽ an toàn cho lưng ngựa hơn. Nhưng ta vẫn nên nghe theo lời cáo đã dặn. Ngựa vàng quý hiếm mà lại bị thương, thật là tội quá. Nếu bạn bị thương á, thì làm sao mà bạn đủ sức để đi, để chạy? Ta thật không đành lòng đặt chiếc yên gai góc kia lên lưng bạn. Nè, ngựa quý, hãy nhìn xem có phải cái yên này rất hợp với ngươi đúng không? Có thích nó không? Ngươi đẹp như thế này mà đặt cái yên gỗ đó hư hỏng lên lưng ngươi, ta thật là không nỡ. Bắt lấy cái trộm! Bẩm công tước, có một kẻ trộm định bắt con ngựa vàng. Ngài định xử trí hắn thế nào? Đem hắn tới đây cho ta. Tâu dân. Ngươi từ đâu tới? Nói cho rõ trước khi ta xử tử ngươi. Tôi từ xa đến, chỉ là người bình thường. Vì cảm thấy con ngựa quý xứng với người tài giỏi như tôi, nên mới lấy thôi. Ngươi tài giỏi hả? Ý ngươi là ta không xứng với con ngựa của ta đâu hả? Tôi không nói là ngài không xứng, nhưng mà tôi thì xứng với con ngựa này hơn. Lão, ngươi tài cán gì hơn ta mà dám tự hào như vậy? Tôi có thể đem được công chúa Dương Quốc lâu đài vàng đi, còn ngài thì không dám. Ngươi đem công chúa Alisa đi được sao? Tại sao ngươi biết ta cũng muốn có được nàng ấy? Khắp lãnh thổ này, ai mà không biết ngài yêu mến công chúa. Nhưng vì sợ anh trai của nàng nên ngài không dám thôi. Ta mà sợ hoàng tử Adam sao? Nếu ngươi tài giỏi đem được công chúa Alisa tới đây, ta sẽ tặng cho ngươi con ngựa vàng. Mình nói liều như vậy để thoát chết, chứ chưa biết làm cách nào. Chắc phải nhờ đến anh bạn cáo rồi. Được, cứ theo cách như vậy. Ngài lại không chịu nghe lời tôi nữa.
cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Anh bạn cáo nghĩ coi, con ngựa vàng quý giá như vậy lại đặt cái yên gỗ làm cho nó bị thương trên lưng thì không tốt với nó chút nào hết. Tôi thật không đành lòng. Mà thôi, tôi không trách ngài nữa đâu. Bởi do tôi biết ngài có tấm lòng nhân hậu cho nên tôi mới mến ngài. Tôi sẽ giúp ngài đến gặp công chúa Alisa. Nè, làm gì mà ngài buồn dữ vậy? Tôi sắp phải đưa một cô gái xinh đẹp đến cho vị công tước kia để cứu được mình. Tôi thật tủi hổ và không đành lòng. Ồ không, công chúa Alisa sẽ không vào tay lão công tước đó đâu. Sao anh bạn biết? Tôi biết chứ, tôi biết tất cả mọi việc. Nào, tôi sẽ đưa ngài đi gặp công chúa. Mỗi buổi tối, công chúa Alisa hay đứng trên lầu cao, nhìn xuống cổng thành để chờ người anh của mình trở về. Mỗi ngày công chúa chờ đợi như thế sao? Cô ấy có thể nhìn thấy anh của mình từ xa hả? Không, vì Dương quốc bị một dãy núi chắn ngang, che mất tầm nhìn của Dương quốc đối với thế giới bên ngoài. Ồ, vậy thì làm sao ta có thể gặp mặt công chúa? Ngài nói làm sao để công chúa nghe được tên người anh của nàng là Adam, thì ngay lập tức cô ấy sẽ mời ngài lên phòng. Ta không gặp sự cản trở nào sao? Dương quốc bị một lời nguyền nên ngày cũng như đêm, ai cũng ngủ hết. Ngài không gặp trở ngại nào hết đâu. Công chúa đưa ngài vào phòng sẽ hỏi ngài về người anh Adam. Ngài cứ nói là anh ấy vẫn khỏe và rất nhớ gia đình. Sẽ có ngày anh ấy quay trở về. Nhưng ta không có gặp hoàng tử Adam. Ta không thể nói dối nàng ấy được. Ngài cứ nói như vậy, bởi vì tôi đã gặp Adam rồi. Anh ấy là... anh ấy là bạn của tôi. Ta tin anh bạn cáo. Ta cũng không ngạc nhiên về điều này, vì anh bạn cáo rất tốt. Đang ở đâu? Anh ấy có khỏe không? Anh ấy đang làm gì? Anh ấy có nhớ? Công chúa yên tâm, hoàng tử Adam vẫn khỏe, rất nhớ gia đình. Sẽ có ngày anh ấy trở về. Ồ, anh ấy sẽ trở về sao? Bao giờ anh ấy về? Điều này thì tôi không biết. Có lẽ khi nào anh ấy xong việc. Nhưng chàng là ai? Làm sao biết được Adam? Tôi là hoàng tử Ben, con thứ ba của Dương quốc Thịnh Vượng. Adam là bạn của tôi. Anh ấy nói rất nhớ nàng. Nàng thật là đẹp, nụ cười rất duyên dáng. Không cần cáo căn dặn, ta cũng phải ngỏ lời yêu nàng. Hoàng tử Adam kêu tôi tới đây để cầu hôn nàng. Anh của ta chọn chàng thì chắc chắn biết chàng là người tốt. Ta đồng ý. Ta, hoàng tử Ben của Dương quốc Thịnh Vượng, xin cầu hôn công chúa Alisa của Dương quốc Cung Điện Giang. Bây giờ nàng hãy theo ta về Dương quốc Thịnh Vượng. Ồ không, ta còn phải chào tạm biệt phụ vương và mẫu hậu nữa. Ngài phải đưa nàng đi ngay, không được cho nàng đến chào từ biệt cha mẹ, vì như vậy ngài sẽ gặp nguy hiểm. Không được, trời sắp sáng rồi, không đi nhanh thì không kịp, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, ta đưa nàng đi gặp phụ vương và mẫu hậu, có chuyện gì ta cũng đành chịu. Phụ vương, mẫu hậu ơi, quân lính đâu? Bắt tên này lại cho ta. Ngươi là hoàng tử Dương quốc Thịnh Vượng, là nơi xa xôi, vì sao lại quen biết với hoàng tử Adam? Ta thật chưa biết hoàng tử Adam, thì nói làm sao đây? Cáo ơi, chết ta rồi. Thôi cứ nói đại đi, tới đâu hay tới đó. Hình dáng của hoàng tử Adam ra sao? Quốc vương và hoàng hậu đều xinh đẹp, nước da trắng. Công chúa cũng xinh đẹp, thì chắc chắn Adam cũng xinh đẹp thôi. Hoàng tử Adam cao ráo, có nước da trắng, khôi ngô tuấn tú. Chàng ấy là bạn của con.
Chúng con gặp nhau trong rừng khi đi săn bắn. Hoàng tử Anam kêu ngươi đến đây cầu hôn công chúa, thì chắc chắn ngươi rất vừa ý con trai ta. Ngươi có yêu thương công chúa thật lòng không? Thưa quốc vương, con rất yêu thương công chúa. Con sẽ làm bất cứ việc gì để nàng vui lòng. Một năm trước, có một mụ phù thủy đi ngang đây, thấy Adam của ta khôi ngô tuấn tú, mụ định bắt đi. Nhưng con trai ta rất tài giỏi nên chống trả rất quyết liệt. Mụ ta tức giận phù phép biến ngọn núi nằm sát cung điện để chắn tầm nhìn của vương quốc ta với thế giới bên ngoài. Cũng từ đó, chúng tôi không còn thấy hoàng tử Adam đâu nữa. Một câu chuyện rất buồn, nhưng hoàng tử Adam vẫn còn sống, thưa quốc vương và hoàng hậu. Biết được con trai ta còn sống thì chúng ta vui mừng lắm. Kể từ đó, hoàng hậu và công chúa không còn cơ hội nhìn ngắm chân trời, nhìn ngắm cỏ cây lá hoa nữa. Thưa quốc vương và hoàng hậu, không còn cách nào nữa sao? Mụ phù thủy có để lại lời nguyền: khi nào có người thật lòng yêu công chúa, người đó cùng với con trai ta kết hợp mới phá được núi. Bây giờ chỉ có một mình ngươi thì làm sao phá được lời nguyền đó? Ta sai cả ngàn quân lính đập phá núi, nhưng núi do bị lời nguyền nên cứng như sắt thép, nó không bể một chút nào. Tâu quốc vương và hoàng hậu, con nguyện sẽ đào phá núi. Biết đâu trong thời gian đó hoàng tử Adam cũng sẽ trở về. Các ngươi cùng vào giúp sức với hoàng tử đi. Ồ, đúng là lời nguyền của phù thủy, chỉ có hoàng tử mới phá núi được thôi. Chúng ta đành phải để một mình hoàng tử làm thôi. Nhưng bao giờ mới xong được quả núi này? Ôi Adam, con đâu rồi? Sao rồi? Chắc chắn là ngài không nghe lời tôi căn dặn nên mới tự gây rắc rối cho mình, phải không? Nhưng mà không sao, đó cũng nằm ở trong dự định của tôi. Ta lại không thấy chuyện này là rắc rối, anh bạn cáo à. Mà ta lại nghĩ đây là nhiệm vụ của ta thôi. Bây giờ thì ngài nghỉ tay đi, mau kể cho tôi nghe những gì ngài đã nói trước phụ vương mẫu hậu của... phụ vương mẫu hậu của công chúa. Thôi được rồi, ngài làm nguyên cả ngày cũng đã mệt, giờ ngài đi ngủ đi, tôi sẽ giúp ngài làm buổi tối cho. Không ai có thể phá núi được, chỉ có ta và hoàng tử Adam thôi, vì dính lời nguyền của mụ phù thủy. Ngài an tâm, không ai có thể dính lời nguyền lên tôi được nữa. Tôi biết anh bạn cáo rất tài giỏi, nhưng nếu chúng ta cùng làm thì sẽ nhanh hơn. Tôi không thể đi ngủ mà cho một mình anh bạn làm được. Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau làm. Ngài nhúng tay vào phá núi rồi thì cũng đã giải được lời nguyền. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Thức dậy nếu tôi còn làm chưa xong thì phụ giúp tôi. Chứ bây giờ mà đứng đây thì những tảng đá lớn rớt trúng bây giờ. Vậy anh bạn cáo làm nha, tôi nghỉ ngơi một lát đây. Bạn cáo giúp ta, đã giúp được ta rồi. Cảm ơn người bạn thân thiết này, tôi thích bạn. Nàng đừng sợ anh bạn cáo này, bạn ấy rất tốt, bạn ấy cũng chính là bạn của hoàng tử Adam đó. Anh bạn cáo ơi, ta không muốn lấy con ngựa vàng nữa. Hả?
Trời ơi, tại sao ngài lại không muốn lấy con ngựa vàng? Tất cả mọi thứ trên đời này đều không quan trọng bằng công chúa. Ta sẽ đưa nàng trở về Dung Quốc Thịnh Vượng. Và sau lễ cưới, ta cùng với nàng đi tìm hoàng tử Adam và các anh của ta. Ngài có được công chúa cũng sẽ lấy được con ngựa luôn. Cái gì? Ta làm sao mà có được công chúa lẫn con ngựa vàng được chứ? Anh bạn cáo đừng có đùa với ta nha. Ngài hãy đưa công chúa Alisa tới công tước xứ Chiến Thắng. Ông ta sẽ rất vui mừng, liền đưa cho ngài con ngựa vàng như đã hứa. Trời ơi, không có được. Có khác gì giao nộp nàng ấy đâu. Ta không đồng ý làm như vậy. Lúc đó đó, ngài hãy nhảy lên con ngựa chào mọi người, rồi bắt tay chào công chúa. Nhân lúc bắt tay thì kéo luôn công chúa lên ngựa và phóng đi. Không được, không được. Họ sẽ đuổi theo ngay. Ngài quên là con ngựa ấy phi nhanh hơn gió, không ai có thể đuổi kịp sao? Dễ đến vậy luôn hả? Dễ chứ sao lại không. Nào, chúng ta đi nhanh cho kịp. Ta không thể để mất nàng. Phải làm theo lời cáo nói, công chúa nha. Không ai hái táo cho ta ăn thì ta cũng biết tự hái vậy. Công chúa Alisa, công chúa Alisa, mời công chúa vào lâu đài. Không được, các ngươi vào báo lại công tước, mời ngài ra đây đón công chúa chứ. Công chúa Alisa đâu? Có thật là nàng ấy không? Mời công chúa vào lâu đài. Quân đâu? Mở tiệc ăn mừng ngay. Ngươi làm gì vậy? Ngài quên những gì đã hứa với tôi rồi sao? Ta nhớ chứ. Quân đâu? Đem con ngựa vàng ra đây. Ông bạn cũng nhớ đến ta phải không? Vậy thì đi cùng ta nha. Nhiệm vụ của tôi đã xong. Xin tạm biệt ngài. Cho tôi bắt tay chào công chúa nha. Cứu tôi! Cảm ơn anh bạn cáo của ta. Ta thật không biết lấy gì đền ơn cho bạn đây. Giờ ngươi hãy quay về Dương Quốc đi nhé. Ta cảm ơn ngươi đã đưa ta đến đây. Bây giờ tôi sẽ giúp ngài đoạt được con chim vàng. Đoạt con chim vàng như thế nào? Anh bạn cáo nói đi. Ta rất hứng thú để nghe bạn nói đây. Tôi muốn hỏi điều này. Khi ngài tới các Dương Quốc, họ có biết ngài là hoàng tử của Dương Quốc Thịnh Vượng không? Không, họ chỉ biết ta là gã thợ săn bình thường. Chỉ có quốc vương và hoàng hậu nước cung điện vàng mới biết ta là hoàng tử thôi. Vậy thì tốt, sẽ không gây phiền với các Dương Quốc. Khi tới gần Dương Quốc Tự Do thì ngài hãy cho công chúa xuống ngựa, đứng đợi ở ngoài với tôi. Cũng làm theo cách cũ đúng không? Ta đã hiểu rồi, bây giờ tiến hành thôi. Ngài cưỡi ngựa vàng dừng trước cổng cung điện. Người trong cung điện khi thấy con ngựa vàng sẽ mừng vui đón ngài và lấy con chim vàng ra đưa. Cầm lồng chim trong tay rồi thì chàng nhanh chóng quay ngựa phóng ra ngoài để đón ta và cáo nhé. Công chúa rất thông minh. Được rồi, ta sẽ làm như anh bạn nói. Giờ chúng ta đi ngay nha. Quen với anh Adam như thế nào? Anh ấy hiện đang ở đâu? Hoàng tử Adam cứu tôi. Chúng tôi trở thành bạn bè. Ngài ấy rất tài giỏi, rất tốt, giống như hoàng tử Ben vậy. Khoan,
Có điều này ta thật không hiểu. Ta thấy anh bạn rất khôn ngoan, lại rất tài giỏi, vì sao mà cứ bị bức hiếp để những người khác cứu giúp chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Lát nữa hoàng tử phải nhớ những lời tôi đã căn dặn đó. Ừ, ta nhớ. Nhưng anh bạn giải thích sự thắc mắc của ta đi. Chỉ có cái đuôi của anh bạn thôi, nó đã mạnh mẽ lắm rồi kia mà. Thì là... Đưa công chúa lên ngựa, kêu nó chạy ngay đi. Ngựa vàng, mau đưa công chúa chạy đi. Nè con hổ kia, nếu không chạy mau thì ta bắn đó. Nè, ta đã không bắn, Bà Mi vẫn quyết giết ta sao? Nè, Mi sợ chưa? Còn không mau cút đi. Công nhận cái đuôi của anh bạn cáo rất mạnh mẽ. Ta không thể tha Mi được nữa. Xem ta bắn đây. Nàng có sao không? Lúc nãy thấy ngàn té ngã mà ta không thể chạy tới giúp được. Đá con hổ là đúng, nhưng cũng phải nhớ đến công chúa chứ. Không, ta không bị sao cả. Cả hai đừng trách nó, tội nghiệp. Cảm ơn bạn nha, ta thật không ngờ anh bạn cũng rất dũng cảm. Thôi, chúng ta lên đường ngay đi. Nàng đứng đây chờ ta một chút nha. Ta sẽ ở đây với bạn cáo, chàng yên tâm. Ngươi mau vào báo cho quốc vương là ta đã đem về đây con ngựa vàng mà ngày ấy mong muốn. Và quốc vương cũng phải mang ra cho ta con chim vàng nha. Ồ, con ngựa vàng thật là đẹp. Được rồi, tôi sẽ vào báo cho quốc vương biết, ngày ấy sẽ mừng lắm. Nhớ đem ra con chim vàng luôn đó. Ôi, con ngựa vàng của ta, con ngựa mà ta ngày đêm mong ước. Người mau xuống ngựa đi chứ, sao ngồi trên mình nó lâu vậy? Ông ta không cho mình ngồi trên lưng ngựa thì làm sao mình cưỡi nó chạy thoát được đây? Mau, mau, các người dẫn nó vào cung điện cho ta. Trời ơi, ông ta kêu dẫn ngựa vào thì làm sao ta cưỡi nó chạy đi được đây? Anh bạn cáo ơi, làm sao đây, làm sao đây? Này chàng trai, tại sao con ngựa không đứng lên? Để tôi thử xem. Nè anh bạn, đứng dậy chạy nhảy đi chứ. Cứu tôi với. Nó chạy rồi, nó chạy rồi. Giữ con ngựa lại cho ta, giữ nó lại cho ta. Tiếng gió ngựa này là của con ngựa vàng. Hoàng tử Ben đã thành công rồi. Hai người hết tiền rồi, có ở đây làm gì? Mau cút ra khỏi quán đi. Sau những ngày ăn chơi cờ bạc, hai anh em Anton và Louis đã hết tiền vàng và họ bị đuổi ra khỏi quán trọ. Ta là hoàng tử, sao các người dám? Ngay cả quốc vương á đến nơi này bài bạc hết tiền, chúng ta cũng không tha, chứ đừng nói gì tới hoàng tử. Ta mà về đến vương quốc thì đem vàng đến đây cho các ngươi hầu ta cả ngày lẫn đêm đó. Bây giờ em tính sao? Còn tính sao nữa, kiếm cái gì ăn, đói quá rồi. Anh còn đồng vàng nào không? Hết sạch rồi. Cảm ơn bạn ngựa. Bạn rất thông minh để hiểu được ý ta.
Cảm ơn bạn cáo vì đã giúp ta. Cả hai bạn đều rất tốt. Bây giờ đã đến lúc ngài đền đáp công tôi. Vậy cáo muốn gì nè? Tôi muốn ngài giết tôi chết rồi lột da của tôi ra. Hả? Anh bạn nói cái gì vậy? Nè em trai, bọn anh chạy theo đã mệt lắm rồi. Chúng ta nên dừng lại nghỉ chân một chút đi. Dạ thưa anh, chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Này Ben, em nói rằng con chim này có thể nhả ra vàng ư? Thật là khó tin quá. Dạ, đúng vậy thưa hai anh. Nhờ bạn ấy nên em mới có vàng chuột hai anh đó. Vậy thì em kêu nó nhả vàng ra đi, anh thấy thì mới tin. Tự dưng kêu bạn ấy tạo vàng để làm chi? Chúng ta đâu có cần gì tới vàng. Ai, như vậy là không có thật. Các anh không tin. Lúc trước mình gặp cáo ở đây, hay là mình đi loanh quanh tìm kiếm anh bạn cáo thử xem. Nàng ngồi đây chờ ta một lát, ta tìm xem bạn cáo có ở đây không nha. Chàng cho ta đi theo có được không? Ta đi có một chút, nàng cứ ngồi chờ ở đây, ta sẽ về ngay thôi mà. Chàng cẩn thận đó. Cáo ơi, bạn cáo ơi, Ben đây. Tại đây có cái hố, chắc của các thợ săn đào để bẫy thú. Suýt nữa thì anh rơi xuống hố này rồi. Như thế này quá ra lại hay đấy chứ. Ben, em ở đâu? Ben ơi, Ben, em trai ơi, em ở đâu? Hai anh vào đây làm gì? Sao không ở cùng công chúa? Em vừa mới ra ngoài có việc. Hai anh làm gì vậy? Buông em ra. Công chúa của bọn ta lo. Buông em ra. Ngựa vàng và chim vàng cũng đã có bọn anh lo rồi. Hoàng tử Ben bị hổ vồ ăn thịt rồi. Không thể nào hoàng tử Ben bị cọp vồ được, bởi vì chàng ấy đã từng chiến đấu với hổ dữ và đã chiến thắng nó. Hai hoàng tử đang nói dối. Đúng đó, hai chúng tôi đã xử nó rồi. Thì sao nào? Ta không ngại gì mà giấu nàng. Đúng vậy, anh em ta đã xử nó đó. Nó tài giỏi hơn bọn ta. Để nó sống á, thì sẽ giành lấy nàng, ngựa vàng và chim vàng. Các anh là những kẻ phản bội. Chàng đã giúp các anh thoát chết, thế mà các anh cư xử như thế sao? Ta sẽ nói rõ việc này. Nàng mà nói ra, ta sẽ giết. Không cho nàng thấy mặt cha mẹ của nàng nữa đó. Thưa vua cha, sau bao ngày chúng con gian khổ tìm kiếm chim vàng, con đã đem thêm về con ngựa vàng và công chúa Alisa, con quốc vương cung điện vàng. Con chim vàng và con ngựa vàng này sẽ làm cho vương quốc ta thêm giàu có hùng mạnh. Nó có thể cho ta những thỏi vàng nếu ta muốn, thưa vua cha. Hai con quả thật là tài giỏi, thật không phụ lòng của ta. Nhưng hoàng tử Ben đâu rồi? Hoàng tử Ben, Ben đã bị Ben đã bị hổ vồ ăn thịt rồi. Trời ơi, con trai út của ta, nó còn nhỏ, làm sao tránh được nguy hiểm. Trời ơi, Ben của cha. Xin phụ vương cho con cưới công chúa Alisa. Ê, không, xin phụ vương cho con cưới công chúa Alisa,
con có công hơn anh Tôn. Của anh? Không, công chúa là công của em. Công chúa là của anh. Của em anh chứ, mà. Em xứng đáng hơn. Anh là anh lớn, phải là của anh. Anh ra đi, công chúa là của em. Em trai của các con vừa mất, Dương quốc đang buồn. Khoan hãy nói đến việc cưới công chúa đi. Còn cáo nói mà ta không tin. Thật không ngờ hai anh của ta tàn nhẫn tới như vậy. Hố sâu quá, làm sao ta lên được đây? Có ai không? Cứu ta với! Có ai không? Cứu ta! Cứu ta với! Lúc trước mỗi khi gặp chuyện nan giải thì có bạn cáo giúp ta. Giờ thì... không lẽ ta chết ở dưới hố này luôn sao? Mẫu hậu ơi! Ngài hãy bám vào đuôi tôi sẽ kéo ngài lên. Ôi, anh bạn cáo của ta! Tôi biết trước ngài sẽ gặp nạn mà, bởi vì ngài quá nhân hậu, lại không đề phòng kẻ gian manh. Còn không nghe lời tôi khuyên nữa chứ. Ta thật không ngờ hai anh của ta tàn nhẫn tới như vậy. Ta hiểu rồi, xin anh bạn đừng trách ta nữa mà. Ta trách gì ngài đâu, ta còn muốn gả em gái của ta cho ngài nữa kìa. Hả? Ta chỉ kết hôn với công chúa Alyssa thôi, chứ không muốn với ai khác. Từ khi biết ngài chết, công chúa chỉ ngồi khóc, và cả con chim, con ngựa đều buồn bã. Vậy chúng ta mau trở về. Vẫn chưa thoát nạn đâu. Hai người anh không biết là ngài đã chết hay chưa, nên sai lính canh phòng ngoài rừng đó. Nếu họ bắt gặp ngài thì sẽ giết ngay. Để tôi tìm cách. Ta không sợ họ đâu, nhưng ta rất buồn vì tình anh em như thể tay chân. Vậy mà họ đối xử với ta như vậy. Đây ngựa, hãy biểu diễn những bước chạy siêu tốc của ngươi đi. Này ngựa vàng, hãy cho mọi người thấy tài năng của ngươi nhé. Hãy nhìn xem Louis này mà học hỏi đi Anton. Nè người yêu quý, hãy cho ta thấy sự tài giỏi đặc biệt của ngươi. Hãy cất gió lên và phi nước đại nào. Nào, đừng có giận như vậy mà. Ngươi hãy thể hiện đi. Ta sẽ đưa ngươi đi gặp hoàng tử Ben. Có chịu không? Sao rồi Louis? Không dụ được con ngựa cứng đầu đó hả? Ngươi không thể thắng được ta để tranh giành công chúa đâu. Do ta sắp đặt, ngươi chỉ phụ họa vào thôi. Ngươi có quyền gì mà đòi cưới công chúa? Chắc chắn là phụ vương sẽ truyền ngôi cho ngươi. Lại còn đòi thêm công chúa nữa sao? Công chúa sẽ là của ta. Của ta? Của ta? Của ta? Của ta? Ta đã nói là của ta. Ngài thấy không? Hai anh của ngài rất là tàn độc. Họ muốn hại ngài cho bằng được mà. Chúng tôi cùng cha mẹ sinh ra. Mẫu hậu ơi, chắc người không thể ngờ hai anh lại đối xử với con như vậy, có phải không? Ngài dư sức hạ được bọn lính này, nhưng họ sẽ chạy về báo tin. Hai hoàng tử kia sẽ đề phòng. Được rồi,
Tôi phải giúp ngài thoát khỏi nơi đây mà bọn lính này vẫn không hề hay biết. Chạy đi. Anh bạn cáo rất thông minh. Mình có được người bạn tốt này thật là quý. Trong hai hoàng tử con của ta, Anton và Louis, con sẽ chọn ai? Trong hai hoàng tử con ta, Anton và Louis, công chúa, con sẽ chọn ai? Công chúa Alisa, sao nó lại có thái độ gì lạ vậy? Đôi mắt lại không có thần sắc gì cả. Hay là nó bị bệnh gì chăng? Chàng về rồi. Còn nói ai về? Thưa quốc vương, hoàng tử Ben đã trở về. Như vậy nghĩa là sao? Tại sao con lại vui mừng như vậy hả? Hoàng tử Ben đã trở về sao? Con cũng không biết. Chỉ biết rằng con rất buồn. Nhưng giờ thì con thấy vui vẻ trở lại. Một niềm hy vọng rất lớn. Hoàng tử Ben đang trở về. Hoàng tử Ben của ta đã bị hổ vồ mất rồi mà. Thưa quốc vương, chàng bị hai hoàng tử Anton và Louis ám hại. Khi hai hoàng tử Anton và Louis từ trong rừng ra, nói rằng hoàng tử Ben bị hổ ăn thịt. Con không tin. Hay anh ấy nói rằng đã giết Ben rồi. Trời ơi. Hai hoàng tử liền hăm dọa, nếu con nói rõ ra mọi chuyện cho quốc vương biết thì họ sẽ giết con. Ta thật không ngờ hai đứa con này lại tàn ác đến như vậy. Thưa quốc vương, con xin kể cho ngài nghe tất cả mọi chuyện từ khi con gặp hoàng tử Ben. Ngươi thật thông minh, lại biết ta đã quay trở về. Nào, chúng ta hãy cùng quay về cung điện nha. Chà. Có chuyện gì mà quốc vương triệu tập gấp vậy mọi người? Chắc chuyện quan trọng quá. Hay là ngài ban lệnh kết hôn cho một trong hai hoàng tử chăng? Chắc là vậy rồi. Ngài hãy lên đây, ta muốn ngài làm một chút chuyện. Chào hoàng tử, ngài đã trở về. Tôi tin chắc là ngài sẽ về mà. Con chào ngài. Nhưng sao ngài đứng đây để làm gì? Tôi đang chờ ngài, hoàng tử à. Ngài chờ ta sao? Quốc vương sai tôi ra tận cổng thành đón ngài đó. Tại sao nó còn sống? Ngươi có cho lính canh chừng nó không? Nói vậy là chúng ta chết chắc rồi. Ta có ba hoàng tử, chỉ đặc biệt thương yêu hai con lớn vì cho rằng chúng nó tài giỏi mà bỏ quên hoàng tử Ben. Thật không ngờ bọn chúng không tài giỏi như ta nghĩ, chỉ biết ăn chơi. Được em cứu không biết cảm kích mà lại độc ác muốn giết chết em để chiếm công. Hoàng tử mà không có đức độ thì có xứng đáng hay không? Nay ta ban bố lệnh trước toàn dân Dương quốc Thịnh Vượng. Kể từ nay, Anton và Louis sẽ trở thành thường dân, vĩnh viễn cấm bước chân vào cung điện. Không! Sư phụ dương ta tội! Ta không có hai đứa con tàn ác như các ngươi. Các ngươi sẽ bị đi đài đến một nơi khác. Còn bây giờ, hãy chuẩn bị lễ cưới cho hoàng tử Ben và công chúa Dương quốc cung điện vàng. Ta biết nàng nhớ hoàng tử Adam. Ngày mai ta sẽ xin phụ dương cùng nàng đi tìm anh ấy. Chàng là người rất nhân hậu, nhưng ta buồn vì phụ dương và mẫu hậu vẫn chưa thấy Adam trở về. Nghe chuyện của công chúa thấy buồn quá.
bản thân tôi cũng rất buồn. Ôi anh bạn cáo, gặp được anh bạn ta mừng lắm. Chúng tôi đang bàn tính việc đi tìm hoàng tử Adam. Cáo có đi với chúng tôi không? Việc đó không quan trọng đâu, việc này thì quan trọng hơn. Đã đến lúc ngài phải trả ơn cho tôi rồi, hãy giết tôi đi. Không. Tại sao anh bạn lại muốn chết? Chuyện này là sao? Vậy chứ tôi là con cáo thì sướng lắm sao? Hãy giải thoát cho tôi, xin ngài làm ơn đi. Ta chưa đền đáp công ơn của anh bạn, mà bây giờ lại bắt ta phải giết bạn cáo nghĩa khí này. Ta làm sao nỡ? Ta cũng không đành lòng. Giết tôi chết, lột da của tôi, làm cho công chúa một cái áo, đó là đền đáp. Còn hơn tôi phải sống thui thủi một mình ở trong rừng. Được rồi, ta sẽ giải thoát cho anh bạn cáo. Và bạn hãy nên nhớ rằng hình ảnh của bạn sẽ ghi nhớ mãi trong lòng của ta. Xin chàng đừng. Mong anh bạn thoát kiếp này, sống lại kiếp khác, trở thành chàng trai dũng mãnh thông minh. Alisa. Hả? Anh Adam. Chuyện này. Phải, chính là ta đây. Do ta bị lời nguyền của mụ phù thủy nên không thể nói rõ được thân phận. Chỉ khi nào có một người nhân hậu cam tâm giết ta thì ta mới giải được lời nguyền. Ta biết hoàng tử Ben là người nhân hậu nên ta đã có ý gả Alisa cho ngài. Bây giờ ta phải về Dương quốc để gặp phụ vương và mẫu hậu. Ngày cưới của hai người ta nhất định sẽ đến. Ít lâu sau, nhà vua truyền ngôi cho hoàng tử Ben, chàng cai trị Dương quốc với tấm lòng nhân hậu thương dân. Thế là kể từ đó, Ben và Alisa sống trọn đời no ấm và hạnh phúc bên nhau, cùng với hai người bạn trung thành.